Bài học hôm nay, bài 82 viễn trình tăng chứng thiền và nhập thiền. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến Ngài. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Chư Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng cũng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay lớp Atidam, Thắng Pháp Atidam, đổi lại của ngày hôm qua, bài học hôm nay chúng ta học về cái diễn trình tâm đặc biệt. Tức là tâm chứng thiền và nhập thiền. Cái sự tu chứng có bao nhiêu loại thiền? Thì thế và tu tập thế nào để đắc được thì thế, và lúc đắc thiền diễn trình tâm, cái lỗ tâm diễn ra như thế nào, và lỗ nhập thiền cũng với những ý nghĩa đó mà chúng ta cần phải biết. Vấn đề này ở trong Atidam Chitta Vidhi, lộ trình tâm đã được trình bày rõ ràng để chúng ta hiểu. Mặc dù có người họ nói rằng thời buổi này mình đâu có chứng thiền, đâu có nhập thiền được đâu, mà học với đó làm chi. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với Phật Pháp thì về cái pháp học là chúng ta phải biết rõ, phải tu tập cái gì, và nhờ cái sự tu tập đó chúng ta chứng đạt được cái gì. Chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta mới có cái niềm tin vững chắc và chúng ta dốc lòng tu học Phật Pháp. Chứ còn cứ nghĩ rằng là mình không, cái đời này không có chứng thiền, không có chứng đạo quả, bỏ qua mấy cái thứ đó không học, như vậy thì chỉ biết đi vào chùa xuất gia tụng kinh cầu an cầu siêu, đó là sự cúng dường của Phật tử, làm các nghi thức lễ lộc để sống qua ngày chờ qua đời thì thôi, không có ích gì hết, không có trí tuệ phát sanh gì hết. Cho nên những người nói như vậy thì chúng ta đừng có để ý, bởi vì người nói như vậy là người không phải, không có cái thiện chí để
đi vào pháp học và đi vào pháp hành. Thì chúng ta cứ vững tâm để chúng ta học. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn của bài học hôm nay, sau đó xin cùng tỉnh thủ tọa chấp tận thuyết giảng cho bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cha Nhật Bình biết được tín hiệu, cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Cha con xin phép được học phần chánh văn. Bài 82, diễn trình tâm chứng thiền và nhập thiền. Thiền là một những thuật ngữ được xài rất phổ biến theo nhiều nghĩa khác nhau. Rất cần thiết để người học phân rõ ý nghĩa này tùy theo ngữ cảnh sử dụng. Thiền trong tiếng Việt là đọc theo âm Hán Việt từ tiếng Trung Hoa Chan, và người Nhật Bản đọc là Zen. Đây là phạm âm với chữ cha ná, có nghĩa là nung nấu hay thiêu đốt, như sự tu luyện bằng nhiệt độ trong phép luyện kim. Chủ yếu của cha ná trong Tam Tạng Bali là huân tập để thuần phục định lực. Khi khả năng tập trung thuần phục thì dễ dàng loại bỏ các pháp cái Nivarana và xuất nhập từ tại một thứ định lực gọi là kiên cố định Appana, hai tam muội định Samadhi. Cũng nên nói thêm là định nghĩa về thiền theo thiền tông Trung Hoa Hai Sen của Phật giáo Nhật Bản là sự trầm tư về công án để dẫn đến sự thấu hiểu nào đó, giống như cách quán tưởng trong kinh điển Bali, chứ không phải là cha ná. Khi dịch sang Anh ngữ, người ta thường dùng chữ meditation, nguyên nghĩa là tĩnh tâm cầu nguyện, thì cũng không đúng nghĩa với chữ cha ná. Chỉ và quán trong sự tu tâm nội tâm Samadhi. Phật pháp dạy hai pháp chỉ Samatha và quán Vipassana. Chỉ hay đôi khi vài dịch giả cũng gọi là thiền định, nhấn mạnh khả năng tập trung hay định lực. Quán hay cũng gọi là thiền tuệ, nhấn mạnh khả năng bám sát với thực tập để thành tựu trí. Có hai điểm cần nhớ. Một, tứ niệm xứ bao gồm cả chỉ và quán. Quán sát hơi thở ra vào một cách bền bỉ là chỉ. Thấy được sự sanh diệt qua hơi thở là quán. Hai, trong khi không nhất thiết cần quán, nhưng quán phải có chỉ. Khả năng áp đảo phiền não của thiền chỉ đơn thuần là có được khi tâm định còn, chứ không đoạn tuyệt như tuệ quán của Vipassana. Thiền tập và thiền chứng. Thiền tập là sự huân tu định lực, giai đoạn này dẫn đến thiền chứng. Trong khi hành thiền tập vẫn bị những pháp cái chi phối, mặc dù giảm thiểu theo đà tiến bộ. Đa số hướng dẫn về tu thiền là nói về giai đoạn này. Thiền chứng là khi tâm định đạt đến mức độ tinh luyện, có thể xuất nhập tự tại. Chứng thiền chỉ là một sát na, nhưng sau đó thì có thể nhập thiền trong vô số sát na. Chúng sanh chưa chứng thiền chỉ có thể có tối đa 7 tâm xử lý Chavana. Trong diễn trình tâm, trong lúc người nhập thiền có thể có rất nhiều sát na tâm xử lý trong thời gian dài. Chi thiền và tầng thiền. Năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Trong lúc tu tập đối trị năm pháp cái là tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc. Khi chứng thiền trở thành thiền chi, chính là những thiền chi này tạo nên tầng thiền. Sơ thiền có đủ năm chi thiền,
Nhị thiền có bốn kia thiền là tứ, hỷ, lạc và định. Nên lưu ý là khi chi thiền tầm được diệt thì không bao lâu chi tứ cũng sẽ mất. Nên trong kinh Tạng nói bốn thiền, mà nhị thiền là trạng thái không tầm, không tứ. Tam thiền có hỷ, lạc và định. Tứ thiền có lạc và định. Ngũ thiền chỉ có định và không có lạc. Thọ biến thành thọ xả. Diễn trình tâm chứng thiền. Trong diễn trình ý môn thông thường thì căn đoạn xử lý có 7 hay 6 sắc na cùng một thứ tâm và làm cùng làm một việc. Nhưng với diễn trình tâm chứng thiền và tất cả diễn trình tâm kiên cố định thì các tâm xử lý mang nhiều chi tiết khác biệt trong 5 sắc na. Sát na chuẩn bị, Parikamma sẵn sàng hỗ trợ. Sát na cận hành, Upacchara tiếp cận với trạng thái tâm mới. Sát na thuận thứ, Anuloma tương thích với những trạng thái tâm mới. Sát na chuyển tánh, Gochapu rời trạng thái tâm cũ để chuyển sang tâm thiền. Sát na tâm thiền, Chà na, đây là tâm thiền thực thụ. Bốn sát na đầu, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh là tâm dục giới. Tâm thiền hay ghi tác tịnh hào. Sát na tâm thiền thì không còn là tâm dục giới. Dù chỉ một sát na chứng thiền, nhưng tâm hành giả bước sang giai đoạn mới hoàn toàn. Sau đây là diễn trình tâm đắc thiền. Một, tiềm thức cố hữu. Hai, tiềm thức dao động. Ba, tiềm thức gián đoạn. Bốn, khai ý môn. Năm, sát ca chuẩn bị. Parikamma. Bốn, sáu, sát ca cận hành. Upacchara. Bảy, sát na thuận thứ. Anuloma. Tám, sát na chuyển đánh. Gochapu thiền. 9. Sát na tâm thiền, Chà na. 10. Tiềm thức cố hữu. Nên lưu ý là 5 sát na từ sát na chuẩn bị tới sát na tâm thiền thuộc công đoạn xử lý Chavana. Và mặc dù công đoạn nhưng hai thứ tâm khác nhau. 4 sát na đầu là tâm dục giới tịnh hảo, sát na thiền thuộc các tập thiền. Diễn trình tâm thiền. Sau khi chứng thiền, hành giả có khả năng nhập thiền theo ý muốn hay xuất nhập tự tại. Trước khi nhập thiền, hành giả cần tác ý thời lượng nhập thiền. Sự tác ý này đôi khi cũng dịch là phát nguyện. Diễn trình tâm này giống như diễn trình tâm đắc thiền nhưng có vô số sát na tâm thiền. Một, tiềm thức cố hữu. Hai, tiềm thức dao động. Ba, tiềm thức gián đoạn. 4. Tâm khai ý môn. 5. Sát na chuẩn bị, Parikamma. 6. Sát na cận hành, Upacchara. 7. Sát na thuận tứ, Anuloma. 8. Sát na chuyển tánh, Gochapu thiền. 9. Vô số sát na tâm thiền, Chana, tùy theo thời gian nhập thiền. 10. Tiềm thức cố hữu. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ thượng thượng sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, rất là tri ân thượng 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 sư Hoa đã quán chuyển để giáo trình để giảng về giáo trình Pali, giáo trình Phật ngữ Pali, và hôm nay thì ngày thứ hai chúng tôi lại giảng giáo trình Thắng Pháp. Đôi khi trong sinh hoạt hàng ngày nó lại có những cái chuyện mà phải quán chuyện, bởi vì bận rộn. Hôm qua ở chùa lại có cái đám tang, không có thể vào được. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về diễn trình tâm nhập thiền và đắc thiền. Chúng tôi muốn lặp lại một điều mà thượng tọa Từ Siêu đã nói rồi, nhưng mà
Chúng tôi nghĩ thì chúng tôi phải nhắc lại để quý Phật tử nhớ rằng có nhiều khi chúng ta học Phật pháp đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình học cái gì nó thực tế và học cái gì nó thực tế, còn cái gì xa vời không cần học, chuyện đó không phải vậy đâu. Khi mà chúng ta đi học ở trường phổ thông bình thường đó, mình học sử ký địa lý thì sử ký hết nó là đôi khi nó nói những chuyện rất là xa xưa, sử ký Việt Nam, sử ký thế giới, bên Mông Cổ, bên Âu Châu vân vân, hay là địa lý thì mình ở một chỗ mình học về sông ngòi ở bên sông Tiên, hay là những dòng sông ngòi bên Âu Châu, thì mình nói là ô những thứ đó, nó gần nó xa quá mình học làm gì. Nhưng mà kỳ thật thì trong cái kiến thức tổng quát thì rất là cần, và kiến thức tổng quát thì chúng ta không có thể nói rằng cái chuyện đó nó mình ở miền Tây chỉ cần biết sông Cửu Long hay là chỉ biết con Kinh con Rạch mình là đủ, nên rất là cần thiết để chúng ta biết những chuyện sao. Rồi rất là cảm ơn Thượng tọa Thầy Siêu đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều đó. Bài học này chúng ta nói về chứng thiền và nhập thiền thì cũng nên nói rằng chữ thiền đó là một chữ rất là phổ thông lắm, đến nỗi mà ngày nay người ta xài ở trong rất nhiều nghĩa khác nhau, rất là nhiều nghĩa lắm. Và khi mà người Phật tử nghe rất quen tai rồi đó thì lại mất đi cái khả năng tinh sát, cái khả năng phân biệt rõ, khả năng nói một cách chính xác, thì điều này là điều rất là đáng tiếc. Có rất là nhiều cái dụng ngữ, thuật ngữ của Phật học nó đã phổ biến trong dân gian, ví dụ chữ phước, ví dụ chữ nghiệp, ví dụ chữ thiền. Những cái chữ này dần dà thì người ta, chúng tôi nói chung là người bình thường hay là Phật tử đó thì hiểu trong cách hiểu của dân gian hơn là hiểu một cách chính xác theo Phật Phật pháp. Ở đây thì chúng tôi phải trở lại những gì được ghi trong bài học, đó là chữ thiền ấy, là cái chữ mà chúng ta đọc từ trong âm Hán Việt, rồi lấy từ chữ Trung Hoa chữ Chan. Chan là Chan, Chan là người Trung Hoa họ âm từ chữ Cha Ná, và Cha Ná trong tiếng Phạn. Thành ra chữ Chan ở trong tiếng Anh đó, ở trong tiếng chữ Trung Hoa đó là phạn âm chứ không phải là một chữ của người Trung Quốc. Và từ chữ Chan người Nhật Bản họ có chữ Zen. Và ngày hôm nay đó mà quý Phật tử mà nghe nói tới thiền Zen của Nhật Bản đó, thì đã khác rồi. Nhưng mà chữ Zen, từ chữ Zen của thiền Zen của Nhật Bản đó, nó đang trở thành nên những cái thương hiệu phổ biến khắp thế giới, cũng như là người ta có cái hệ thống khách sạn về Zen, về Zen, hay là một cái như ở trong tiếng Mỹ họ nói là Zen in driving, tức là cái cách lái xe theo nghệ thuật Zen. Thì Zen á, của Nhật Bản mặc dù xuất phát từ chữ Chan của Trung Hoa, và chữ Chan Trung Hoa bắt chước từ Cha Ná, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng chữ thiền ở trong thiền Tông bản và Trung Hoa đó thì rất là sát khác với chữ thiền mà trong cái chữ Cha Ná nguyên nguyên nghĩa, thành rất là cẩn thận. Thì đa phần, chúng tôi nói đa phần là chữ Zen ở trong Nhật Bản đó được người ta nói đến ngày nay, đó là một cách thể nghiệm trực tiếp không qua dài dòng văn tự, không qua dài dòng văn tự. Ví dụ như là mình biết về tâm cứ nhìn thẳng vào tâm, như vừa lấy tâm quán tâm chẳng hạn, đó là trong tứ niệm xứ, hay là ở bên ngoài thì mình đừng có dài dòng văn tự quá, tức là mình đừng có lễ mễ nặng phần hình thức, mà đi nghi thẳng vào trong nội dung. Thì những cái hiệu thương hiệu khách sạn người ta gọi là Zen, có nghĩa là mình đến là cần cái gì, mình cần cái phòng để ở vừa đủ tiện nghi vừa sạch sẽ nhưng mà không có đắt tiền, không mất tiền, không có những cái cầu kỳ, mà cái cầu kỳ đó đó nó chỉ làm tốn tiền mà chẳng lợi ích gì hết. Thì ta đọc ra hệ thống khách sạn Zen, và khi những cái chuỗi nhà hàng Zen đó, thì người ta cũng lấy như vậy. Và cái tinh thần mà trực tiếp này đó thì thật ra nó cũng mang cái hơi hám, giống như ta nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật,
hay là bất lập phân tử của Nhật Bản, thì cái đó nó không phải là dở, nhưng mà cái gen đó đó, cái thiền gen đó nó rất là khác xa với cái mà chú trọng về tâm định ở trong Phật pháp. Dạ. Chữ cha ná nguyên có nghĩa là thiêu đốt, mà đạo Phật cũng có chữ trong Phật có chữ chữ tắp á, và tắp á cũng là thiêu đốt. Nhưng mà nếu như vậy đó là cái chữ mà chúng ta dịch cái chính xác chữ này đó, tương đối chính xác là nung nấu. Nung nấu là gì? Nung nấu ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái củ khoai sống mà đem lên mình bỏ trong lửa, trong nước sôi, thì không phải mình bỏ thì nó ăn được liền đâu, nó phải mất thời gian để nó chín, và để nó chín mùi. Hay là quý vị vào học Phật pháp, nếu mà một bữa mà vào học học theo kiểu tài tử, học cho vui, người ta học mình học theo vào nghe nói pháp thì cũng được vậy. Nhưng mà nó rất là khác với một người mà từ ngày này qua ngày kia cứ kiên tâm vào ngồi lắng nghe, đến lúc mà độ quen thuộc và thành thạo. Hoặc giả là quý vị thấy những quý bà quý cô nấu ăn, thì quý vị nấu lâu ngày á thì không có đông đo nhiều nữa mà nấu quen tay, và do cái sự quen tay, do cái sự thành thạo nên có thể các vị làm rất nhanh rất gọn, không có đo lường nhiều như nó vẫn ngon. Trong khi đó nhiều người bài lễ mễ những thứ hết, đo lường cái này kia nhưng mà là nấu không ngon. Thì chúng ta nói rằng nó có cái mức độ thuần thục, tinh luyện, và một mức độ nào đó đó mà nó trở thành đôi khi ta dùng chữ mầu nhiệm, hay là đạt đến cái mức độ ảo diệu, đã ảo diệu là do mình thường làm, mình lọc thường là mình làm quen. Thì sở dĩ mà chúng ta đạt đến mức độ thuần thục tinh luyện đó là tại vì chúng ta lặp đi lặp lại làm một lần lâu ngày đó thì nó trở nên thành thạo. Cái làm một thứ mà lặp đi lặp lại thành thạo, cái đó chúng ta gọi là định. Gọi là định, gọi là về cái chữ định này là chữ 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 phiền lắm. Chữ này là chúng tôi nói chữ định là chữ phiền lắm, tại vì khi mà chúng ta học vào trong kinh Phật á thì cái chữ định được xài cho nhiều nơi lắm. Xài chữ định có chữ samadhi, rồi samatha, rồi có chữ ekakata. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là nói về tam học là giới, định và tuệ, thì cái chữ định đó nó mang một cái hàm nghĩa có cách rất là tổng quát, có nghĩa là phương pháp luyện tâm. Mình tu giới có nghĩa là mình dùng những cái nguyên tắc, mà những nguyên tắc này do Đức Phật chế định để mà hạn chế những cái sở hành bất thiện của mình, như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, gọi là tu giới. Và định ở đây đó là mình phát triển về những cái nội tâm của mình, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là mình đặt cái nỗ lực của mình đúng chỗ, làm sao cho ác pháp chưa sanh không sanh, ác pháp đã sanh bị diệt, thiện pháp chưa sanh được sanh, thiện pháp sanh rồi được nuôi dưỡng tốt đẹp, của đó gọi là cũng một phần của định, gọi là chánh tinh tấn, tức là đặt nghi lực đúng chỗ. Chánh niệm tức là khả năng tỉnh táo đối với thực tại và bám sát đối với thực tại. Và chánh định có nghĩa là sự tập chú bền bỉ, và sự tập chú bền bỉ. Thật ra ở trong định nó có định, nhưng mà ở trong samatha thì nó ở trong cái samadhi này đó, gọi là định học tăng thường đó, thì nó lại có cái chánh định ở trong đó. Và ở trong cái mà gọi là định á thì nó có một cái chi phần gọi là ekakata. Ekakata tức là cái chính của định. Thì nó là một cái, chúng ta tạm gọi đó là một chi thiền. Một chi thiền ở đây thì những cái chữ định mà định của tam học và chánh định và nhất tâm nhất hành mà ở trong định định đó, thì có thể được ví dụ giống như mình nói người phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai là dùng cái chữ chữ định mang tới cái dự giới định tuệ. Mà thai bào thì được xem như là cái định mà đã được thành tựu ở trong thiền chứng. Và chúng ta nói đến thai nhi, nói tới thai nhi tức là cái thai nhi là cái cũng đúng là cái thai mà ở trong cái thai bào, thì thai nhi được giống như ekakata. Thật ra khi mà mình đi vào trong cái thế giới của Phật học mà ngay cả cái chữ định đó đôi khi người ta không có
người ta không biết chữ nào dịch, nó cứ định định về thôi. Thành ra nhiều khi quý vị nghe chúng tôi nói là chữ định hay là tam muội định, và cái tam muội định thì sự tập trung đó, mà nó có các cái tinh luyện. Tam muội, thật ra chữ tam muội nó từ cái phản âm của chữ samadhi, và samadhi tức pháp, tức là cái định mà nó có tu tập, và định do sự tu tập. Còn cái định trong đời sống hàng ngày, như là tất cả tâm đều có cái trạng thái tầm tứ, tán giải, xúc thọ tưởng tư, định mạng căn cái, thì cái định đó, đó nó là ekakata đó. Thường chúng ta gọi là nhất tâm nhất hành ở các. Thì nó trong cái thuật ngữ mà về chữ thiền ở bên ngoài đó, nó làm rối trí chúng ta, mà cái chữ định ở trong Phật học và trong kinh điển Pali nó còn rối trí. Dịch thật ra trong Pali thì tương đối rõ hơn. Những cái vị ở trong Thắng Pháp đó, và ở trong Thắng Pháp tức là dùng chữ appamana, tức là kiên cố định, tức là một sự tập trung đặc biệt là bền bỉ, đặc biệt là kiên cố. Và cái định này nó rất là khác với cái sự tập trú bình thường ở trong đời sống. Thật ra quý vị khi mà nghe đến chữ cha ná đó thì không thể giải theo văn tự được. Chúng tôi biết là có những vị mà giải thích Phật học, giải thích theo chữ nghĩa. Mình nói Zen, Zen của Nhật Bản là gì, từ chữ Chan, Chan của Trung Hoa, chữ Chan Trung Hoa từ chữ cha ná. Thì như vậy là chữ Zen có nghĩa là cha ná học. Zen và cha ná là khác nhau một trời một vực. Quý vị đọc cả một cái bộ thiền luận của Suzuki mà Trúc Thiên và Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch đó, thì cái bộ thiền luận đó không ăn nhập gì đến đến cha ná. Chúng tôi dùng cái chữ đó hơi kỳ, nhưng mà vị nào mà không biết thì cái mình nghe bộ thiền luận, cái nghe nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra cái thiền luận nó không thua ăn thua chữ cha ná. Tức là chữ Zen nó bắt từ nó bắt nguồn từ chữ cha ná, nhưng mà cái Zen của Nhật Bản là hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như bây giờ một vị thiền sư đi nêu lên một cái công án. Cái chữ công án là một đề tài bí hiểm, chúng ta đó là một enigma, một đề tài bí hiểm. Ví dụ như là con chó có Phật tánh hay không, thì cái người thiền sinh mới về chiêm nghiệm cho đến khi nào hiểu, đặc hiểu điều gì đó, cái đó nó không ăn nhập gì đấy cái mà chúng ta gọi là cha ná tại địa hết. Cha ná ở đây không tầm tư, cha ná ở đây không phải là sự thẩm thấu về mặt suy diễn, mà cha ná ở đây ban đầu là một cái chúng ta nói là quan trọng là sự tập trung, mà tập trung một cách bền bỉ. Tập trung cách bền bỉ thì về cái điểm này đó, thì chúng ta nên hiểu một cách đơn giản trong đời sống là nếu một người mà đi học hay làm cái gì đó mà lăng xăng, học cái này chút cái kia chút á, thì không có cái nào gọi là xuất sắc, không có cái nào gọi là đạt đến bộ độ ảo diệu tinh luyện hết. Nhưng một người cứ tập trung cái đó hoài thì người đó tự nhiên giỏi thôi. Giỏi cái giỏi này đó, nó vốn dĩ là do cái sự chuyên tâm bền bỉ. Quý vị để ý trong đời sống làm cái gì cũng vậy, ngay cả như là cái chuyện mà quý Phật tử vào đây nghe pháp, nghe pháp mỗi ngày, thì thấy là mọi người nghe đều giống nhau, nhưng mà cái người nghe thiền thường xuyên á, lại họ có khả năng dễ dàng nhập cuộc lắng nghe hơn là cái người lâu lâu mới vào nghe lần. Một người lâu lâu mới vào nghe lần, vô trong lớp học rồi thấy ồ, bữa nay không biết ai bữa nay không biết ai bữa nay không giảng đề tài gì, và ủa tại sao nói cái này không nói cái kia, vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị đã vào nghe quen rồi đó, mở ra là quý vị nghe liền. Mở ra ồ, bữa nay toàn kỳ siêu giảng, toàn pháp tân giảng hay vị nào đó, chúng ta nghe rất là dễ, tại vì nó quen thuộc. Một ở trong việc đặc đến của định đó là sự quen thuộc, sự thành thạo, sự thuần tục. Tại sao có sự quen thuộc thành thạo đó? Tại vì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Quý vị ngồi xuống, quan sát hơi thở ra hơi thở vào thì cũng là quan sát hơi thở, nhưng mà cái khả năng quan sát hơi thở trong 10 hơi thở, trong 20 hơi thở liên tục đó, thì nó sẽ cho chúng ta một cái trạng thái khác, mà từ ngày này qua ngày khác thì nó khác. Và nếu lâu lâu mình ngồi một lần, và khi mình ngồi thì cũng nhìn vào hơi thở, nhưng mà nó không có được cái thuần thục của định. Và
Và về điểm này chúng ta mới nói là tại sao nó có cái chữ gọi là nung nấu. Nung nấu là một cái gì đó làm đi làm lại thuần. Chúng tôi nhớ là có một vài tử họ kể cho chúng tôi nghe cái kinh nghiệm của họ đi lắm. Là ở bên Mỹ này, người Việt Nam mới qua thường là đi làm một cái công việc. Bây giờ thế rồi, bây giờ thế lắm. Hồi xưa đó, hồi thời mà chúng tôi mới qua Mỹ đó, người Việt Nam hay đi làm cái nghề gọi là assembly. Assembly tức là ráp nối dây chuyền. Thì cái nghề ráp nối dây chuyền này đó, nó có cái đặc điểm là đòi hỏi tiếng Anh rất ít. Đừng có nói ai đâu, chỉ làm thôi. Và thí dụ như nhiều người Việt Nam vào trong cái hãng mà không nói tiếng Anh không sao hết, thì họ chọn ra một cái group leader. Group leader này nói tiếng Anh, và group leader này nói chuyện với supervisor để biểu làm cái gì đó rồi người đó nói lại. Do đó cái người mà làm việc ráp nối dây chuyền này họ ít có cần tới tiếng Anh, và cũng dĩ nhiên không cần tới bằng cấp nữa. Và công việc nó tương đối là cũng có tiền. Nhưng mà thưa quý vị, cái ráp nối dây chuyền thì thí dụ như một cái bộ phận, một cái máy nào đó nó có nhiều cái đồ phụ tùng phải ráp lại, và nó có thứ lớp trước sau. Và ban đầu cái người đầu tiên họ ráp bộ phận thứ nhất và số 2, rồi người thứ bộ phận kế theo họ ráp thêm một bộ phận nữa, và tiếp tục như vậy. Thì những người này đó họ phải làm việc một cách liên tục và đều đặn. Nếu có một người mà làm chậm á thì nó sẽ đùng cục lại. Tại cái hệ thống ráp nối dây chuyền assembly này đó, khi mình đi qua mình phải làm cho nó vừa nhanh vừa chuẩn xác. Và trong những bộ phận đó, nếu có một người ráp mà ráp hư, ráp dối, ráp ẩu á, thì kể như khi mà cái sản phẩm đó nó thành phẩm rồi đó, thì kể như bỏ, nó bị trục trặc. Bởi vì thỉnh thoảng có những bộ máy á, nó hư là do cái người ráp nối như vậy. Thì mới nghe thì nó đơn giản, nhưng mà thật ra nó áp lực nặng nề, nhất là người mới. Người mới vào. Quý vị nghe nói qua Mỹ mà đi làm ngồi ngồi 8 tiếng, mà đi 8 tiếng, đứng 8 tiếng. Đó là cái đoạn trường mà những người Việt Nam mới qua Mỹ làm như vậy. Suốt cả 8 tiếng đồng hồ. Có khi có break có khoảng chừng 4 tiếng thì có cái giờ nghỉ. Nhưng mà khi mà mình mới vào làm á, thì người ta nói rằng vừa làm mà nước mắt vừa rơi, tức là vừa làm mà vừa khóc á. Tại vì sao vậy? Mình đặt để vào cái chỗ đó, cái áp lực nặng quá. Tức là mình phải làm cho để mình chuyển qua người kế tiếp, và nó không đùng cục cái mà người ta đưa lại. Nhưng mà như vậy thưa quý vị, tất cả những người mà gọi là supervisor, những người mà giám thị những cái dây chuyền sản xuất đó, họ đều nhận một điều rằng người Việt Nam rất là giỏi trong cái công việc gọi là ráp nối dây chuyền. Ban đầu á thì có nhiều cái lúng túng lấn cấn, nhưng mà một khi mà làm quen thạo tay đó là vừa làm vừa chơi cũng có thể làm được, tức là đến là làm liền. Chúng tôi kể dài dòng như vậy để quý vị thấy rằng như vậy là khi cái gì nó mới nó ngỡ ngàng đó, thì người ta rất là lúng túng. Nhưng mà khi đã làm quen rồi đó thì nó tạo nên một cái lực, mà cái lực chúng ta gọi là lực của sự thuần thục của định. Cái thuần thục của định này đó nó nhiều khi người ta nói nó là một tài năng, một tuyệt kỹ, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái gì thành thạo thôi. Như chúng ta nghe câu chuyện mà ông lão bắn dầu á, ông đi ngang ông thấy một người bắn cung rất, đó là một xạ thủ rất là giỏi, thì ông lão bắn dầu nhìn ngó thấy mà cái ánh mắt có vẻ là chẳng có chuyện gì mà thắng phục hết. Thì người bắn cung mới cảm thấy rằng mình bắn giỏi như vậy mà ông lão nhìn mà không có tán thưởng. Thì ông lão nói là cái chuyện đó bất quá là do quen tay thôi. Thì ông lão ông để chai dầu xuống và ông đặt trên đó một đồng xu có cái lỗ nhỏ, cái miệng chai đó nó nhỏ rồi mà cái lỗ của đồng xu nhỏ, và ông rót dầu xuyên qua cái lỗ của đồng xu đó hay là đồng trinh đó, thì không có một chút dầu nào mà lọt ra bên ngoài trúng cái vành của cái đồng xu, trúng cái vành trong của đồng xu hết. Thì ông nói tôi làm được vậy cũng chỉ quen tay thôi. Thì ở đây chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu rằng có một thứ năng lực, đó là năng lực của sự thuần thục,
sự thuần thục này dựa trên cái mà gọi là được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại một cách tập chú và tập chú một cách bền bỉ. Dạ. Chúng ta phải tin như vậy, phải biết như vậy. Ngay cả trong đời sống hàng ngày, mình làm cái gì đó mình thường làm á, thì mình làm nhanh hơn. Mình tập trung nhiều á thì sự tập trung nó sẽ tốt hơn và nó sẽ tinh luyện hơn, nó sẽ khéo léo hơn và nó bền bỉ hơn. Thì nhiều khi con người mình tu tập á, mình hay tìm về một cái gì đó mà nó rất là cao siêu, rất là mầu nhiệm, thì chuyện đó cũng có vậy. Có những thứ cao siêu phải biết, nhưng mà ngoài cái cao siêu mà bằng trí tuệ hiểu biết đó, thì nó đòi hỏi một thứ khác, đó là mình làm một cái gì đó mà làm đi làm lại và làm thường thì nó nhanh thôi. Dạ, nhanh. Chúng tôi nói điều này không phải là để khoe với quý Phật tử, mà ở trong đời sống của chúng tôi có những việc làm mà lúc chúng tôi đang đang ngủ nửa đêm quý vị đánh thức dậy, quý vị biết chúng tôi làm, chúng tôi vẫn có thể làm được cách mau chóng thôi. Ví dụ như là việc soạn bài, hay là tại vì chúng tôi thường làm, tới ngày nào chúng tôi phải làm mà cái chuyện không phải là giỏi hơn người khác, nhưng mà tại vì đó là công việc mình làm hoài, ngày nào mình cũng làm á, tự nhiên nửa đêm sư Tự Tri gọi chúng tôi nói là ô bữa nay soạn bài gì đó, chúng tôi thức dậy chúng tôi mở máy chúng tôi làm thôi. Nó đơn giản là vì cái việc đó đã trở thành một cái thói quen rồi. Dạ, thì việc làm mình cũng bị như hồi nãy chúng tôi nói với Phật tử là một cái người phụ nữ mà họ quen nấu ăn, họ vào trong bếp. Một cái người mà không quen thì vào bếp ngồi tìm cái này lửa kia cân đông đủ thứ, còn người kia cứ bốc lên nấu nấu một cách thoải mái. Ở đây chúng ta nói rằng mình phải hiểu là trong cái thế giới của cuộc sống này này, nó có những cái sự tinh luyện mà do là tập trung bền bỉ. Cái tập trung bền bỉ đó gọi là samadhi. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta học trong thanh tịnh đạo thì chúng ta thấy rằng cái sự tập trung đó nó có nhiều điểm khác, không phải nói đơn giản như vậy mà được. Nhưng mà căn bản mà nói đó là có một cái sức mạnh của định, định đó là định của samadhi. Thì bây giờ thứ vị về về cái mà tu tập nội tại đó thì nó hai. Dạ. Quý vị quan hệ chờ chút cứ cái sự tu tập nội tại mình nói chung là samadhi, nhưng mà trong samadhi nó có hai cái là samatha và vipassana. Cái chữ samatha nó là chỉ và vipassana là quán. Hồi nãy chúng tôi nghe cô Nhật Quỳnh đọc cái chữ chỉ đó, có nhiều khi cô đọc là chữ khi, và chữ chỉ đó thành ra nó là đúng ra mình phải viết mình phải biết cách nào để mình lưu ý chữ chỉ. Chữ chỉ ở đây nó là một sự ngưng trụ, giống như mình nói tịnh chỉ hay là đình chỉ. Dạ, chữ chỉ. Và chữ này thì không có quen với Phật tử lắm, thường thì chúng ta nghe chữ quán nhiều hơn. Thì chữ chỉ ở đây đơn giản là nó đòi hỏi sự cột tâm lại, nó đòi hỏi sự cột tâm lại, samatha. Dạ, ví dụ như người ta nói rằng mình mới đem sinh con chó về, nếu mình thả lỏng nó ra thì nó chạy lung tung tại nó mới mà. Dạ. Nhưng mà mình lấy dây mình cột nó và ở trong chỗ nào đó thì hay là mình cho nó ở trong cái hàng rào nào, nhưng mà mình tạm rồi lấy cột trụ tâm mình cột lại thì thời gian nó sẽ bắt đầu quen, và người ta tháo sợi dây ra thì nó vẫn ở trong cái khuôn viên. Tại cái đặc tính của con chó là nó thích nghi chỗ nào gọi là cái nhà, thì dĩ nhiên lâu lâu có những con chó cũng chạy ra đường, những con chó của chùa lâu lâu cũng chạy ra đường, nhưng mà phần lớn một khi nó đã quen chỗ nào rồi thì nó ở đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu đó thì nó cần một cái gọi là sự cột tâm. Và sự cột tâm đó không phải là chỉ đơn thuần là có một đối tượng để mà cột tâm, mà cái điều đó phải được lặp đi lặp lại một cách liên tục ở trong thời gian dài.
Dạ, yeah, một cách liên tục trong thời gian dài. Thế nào là sự liên tục trong thời gian dài? Ví dụ như mình nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào. Mà hơi thở là một cái chỗ để cột tâm của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn trong một hay hai hơi thở, thì thật ra cái ảnh hưởng nó không có nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung trong 10, 20, 30 hơi thở, hoặc giả là cả giờ đồng hồ, nửa giờ, một giờ đồng hồ, thì nó sẽ có tác dụng khác. Và trong cái sự kéo dài đó, nó cần có một điều nữa gọi là sự liên tục. Sự liên tục nó sẽ giúp cho chúng ta. Và thí dụ như bây giờ mình niệm một hai hơi thở rồi mình nghĩ vẩn vơ chuyện này kia, sau đó mình trở lại mình tiếp tục theo dõi hơi thở nữa, rồi nghĩ vẩn vơ chuyện khác rồi nữa, thì nó bị gián đoạn hoài. Như vậy thì nó giống như người ta nấu cơm á. Họ nấu cơm mà nấu cơm muốn cho nó chín thì cần phải liên tục. Mà bây giờ mình nấu không có liên tục, mình nấu hồi tắt lửa hay là hết củi rồi phải phải đi kiếm củi vào đốt, thì nồi cơm nó sẽ bị sình, nó không có thể không thể chín được. Thành ra cái yếu tố của chỉ đó ở đây, đó là cái yếu tố là có khả năng làm cái việc đó, tập trung vào cái điều đó, mà tập trung một cách liên tục bền bỉ, thì cái tập trung liên tục bền bỉ đó gọi là samatha. Rồi vipassana làm gì ở đây? Dạ, vipassana đó là một cái nhận thức dựa trên cái sự bám sát với thực tại. Mà bám sát thực tại đó, đó là do cái samatha mà ra. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta theo dõi hơi thở vô biết là hơi thở vô, hơi thở ra biết là hơi thở ra, và không phải trong một hơi thở mà nhiều hơi thở liên tục như vậy đó, thì ở đó đó là samatha. Và samatha nghĩa là mình liên tục bền bỉ theo dõi thở ra vào. Nhưng mà trong sự theo dõi hơi thở ra vào đó, chúng ta nhận rằng có hơi thở vô rồi hơi thở ra. Sau một thời gian dài mà tinh luyện thì chúng ta nhận ra rằng hơi thở vô, có hơi thở vô dài, có hơi thở vô ngắn, có hơi thở ra dài, có hơi thở ra ngắn. Và bắt đầu mình biết phân biệt cái dài cái ngắn. Và rồi phân biệt là hơi thở ban đầu chỉ là hơi thở, mà sau đó chúng ta cảm thấy rằng hơi thở nó có một cái ảnh hưởng toàn thân của chúng ta. Và chúng ta gọi là cảm giác toàn thân. Thở vô với cảm giác toàn thân, thở ra với cảm giác toàn thân. Thì thưa quý vị, cái đó là quán. Và tại sao là quán? Quán tức là liên tục nhìn vào thực tại mà với sự bền bỉ và với nhiều cái khía cạnh khác nhau, mà ở trong đó hai cái khía cạnh quan trọng đó là sanh và diệt. Dạ, sanh và diệt tức là mình thấy rằng hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà hơi thở vô cũng có bắt đầu và chấm dứt, ra cũng bắt đầu và chấm dứt. Cái sự tồn tại có thay đổi tức là sự tồn tại có sanh diệt. Sự tồn tại của sanh diệt đó, đó nhìn được thấy được cái đó đó gọi là quán, gọi là vipassana. Dạ. Thì ở đây chúng tôi không đào sâu về điểm này, tại vì không đào sâu vào điểm vipassana, nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong vipassana luôn luôn là có samatha. Dạ, trong vipassana là luôn luôn samatha. Trong kinh Pháp Cú có câu là có cái thiền á thì trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, diệt là chúng ta hiểu điểm này, là cái trí tuệ đó là tuệ tuệ quán. Và thiền ở đây tức là một cái sự tập chú liên tục. Nếu mà bình thường ta nói đến sanh diệt á, thì chúng ta nói từ vị lý thuyết thôi. À, mỗi sát na sanh diệt, thân cũng sanh diệt. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái đó trên thực tại và trong giây phút, nó là thực và trong giây phút hiện tại đó, thì cái gọi là vipassana. Thì chúng ta sẽ quan biết với vipassana trong một cái đoạn khác, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta chỉ nói đến cái gọi là sự tập trung liên tục. Thì thứ gì trong cái sự tập trung liên tục này đó, thì chúng ta nhớ hai cái chi tiết là tứ niệm xứ đó nó phải bao hàm cái chỉ và quán. Cái này là cái rất là sai của nhiều người nói rằng tứ niệm xứ chỉ có vipassana mà không có samatha. Dạ,
cái chuyện mà theo dõi hơi thở ra vào thì cái đó thấy được sanh diệt, đó là quán. Nhưng mà cứ như vậy mà làm hoài cái đó gọi là chỉ, hay là đi kinh hành theo dõi bước chân, theo dõi từng bước chân của mình, cái đó là chỉ. Trong quán thì luôn luôn có chỉ, nhưng mà trong chỉ thì không nhất thiết có quán. Có rất nhiều chỉ không nhất thiết quán. Ví dụ như là trước khi Đức Bồ Tát thành đạo, Đức Phật chúng ta thành đạo đó, thì Ngài đã từng chứng thiền vô sở hữu và phi tướng phi phi tướng, hoặc là nhiều cái gọi đạo chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái chứng đó không nhất thiết là có thiền quán. Chúng tôi nhắc quý vị là ở trong tứ niệm xứ bao gồm cả hai chỉ và quán, và ở trong thiền chỉ không nhất thiết có thiền quán, nhưng mà thiền quán thì luôn luôn có thiền chỉ. Và đôi khi cái chỉ trong trong quán vô cái căn cơ nó nhiều đó, thì nó không nhất thiết là nó đòi hỏi lâu. Ví dụ một vị có thể nghe pháp đắc đạo liền, thì chuyện đó cũng có, nhưng mà ở trong đó cũng có năng lực của định. Dạ, nhân định đó là do cái sự tu tập nhiều. Tại trong quán luôn luôn bắt buộc có chỉ, và ở trong chỉ thì không nhất thiết có quán. Tại khi chúng ta nói đến bát chánh đạo đó, thì chúng ta nói có chánh niệm và chánh định. Và dạ, chánh niệm chánh định, một cái là vipassana, một cái là samatha. Nhưng mà cái samatha của chánh định ở trong bát chánh đạo đó, nó lại là chánh định đi song song kết hợp, bắt buộc phải có của niệm. Về điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Bây giờ thì chúng ta nói về sự tập trung bền bỉ. Sự tập trung bền bỉ này ở trong Phật học nói chung và trong Thắng Pháp nói riêng đó, thì đi vào một cái lĩnh vực rất là chi tiết, mà chúng tôi có đề cập đến nhiều lần đó. Những cái chi tiết này chúng ta gọi là chi thiền. Dạ, chi thiền căn bản thì có năm chi thiền là tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Dạ, có năm chi thiền thôi. Dạ, năm chi thiền tôi quý vị nhớ là chi thiền năm thiền. Thì sở dĩ gọi là năm chi thiền đó, thì chúng ta tạm gọi là tâm á, có nghĩa là sự hướng tập. Dạ, tứ là sự gắn bó, hỷ là sự hân hoan, lạc á là sự gồm, và định đó là cái khả năng tập trung cấp. Dạ. Thì bây giờ ta lấy một cái ví dụ là định đó, thì nó lại đối trị được cái tâm tham. Dạ, dạ, tham triền cái. Dạ, tham triền cái, một cái trạng thái tâm mà luôn luôn mong muốn cái gì đó. Dạ, mong muốn cái gì đó. Quý vị nhìn thấy đứa nhỏ đó, nó muốn ăn kẹo, nó muốn có đồ chơi, nó muốn cái này. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Dạ, cái trạng thái tham cầu. Thì khi mà mình có tâm tham, có nghĩa là mình không thể sống với hiện tại, không bằng lòng với hiện tại, và luôn luôn đi tìm kiếm. Trong lúc đó định đó, là cái khả năng tập trung. Tại là khi nào mà mình ngồi thiền mà mình cảm thấy rằng buồn chán, cảm thấy bực bội, cảm thấy chán quá đó, thì không nên nói là mình không có căn duyên, mà mình hiểu đó là sự tự nhiên thôi. Tại vì cái con người bình thường mình là đi tìm cái gì đó mà mình thỏa mãn. Ví dụ như là mình ăn cái món gì đó, mình ra ngoài ngắm bông hoa, hoặc giả là mình coi tivi hay là coi YouTube hay làm gì đó, tìm cái gì thỏa mãn. Thật ra nếu mình để ý thấy luôn luôn mình có cái tham cầu. Dạ, tham cầu. Thì trước mình ngồi thiền cảm thấy chán lắm, tại sao mình phải ngồi đây? Ngồi đây rồi cứ theo dõi hơi thở. Hơi thở có gì đâu mà theo dõi hơi thở. Thật ra giữa cái tham cầu và cái định đó, nó tương phản với nhau. Hay là ví dụ như là cái sự gắn bó. Gắn bó thân thiết, mật thiết, kháng khích đối với điều mục định mà chúng ta gọi là tứ. Tứ là sự kháng khích đó. Thì nó lại đối trị được cái gọi là hôn thủy. Hôn thủy là trạng thái thụ động, buồn ngủ, giả dưỡi. Nó tạo chúng ta cái cảnh lờ mờ đối với cảnh. Nhưng mà tứ đó, thì đó là một sự kháng khích. Ví dụ như là
Mình đi đâu mà đi với một người mình rất là thích, mình nói chuyện người rất là thích, thì mình đâu có nói chuyện một cách mơ hồ, mình nói chuyện rất là tỉnh táo. Dạ, rất là tỉnh táo thì đối chuyện như vậy. Hay là hỷ là sự hân hoan. Dạ, hỷ là sự hân hoan. Hân hoan là lúc bấy giờ đó, nó sẽ tạo cho chúng ta bớt đi cái tầm khó chịu bực bội. Dạ, như là một cái người mà nghe pháp và hoan hỷ Phật pháp rồi, thì vào trong lớp học nghe đó thì nghe bằng cái tâm hoan hỷ. Lên quan hỷ là cái gì mình nghe được quan hỷ thì mình ghi nhận. Còn cái người mà không có tâm quan hỷ thì vào thường hay chỉ trích, hay bực bội, là bực bội với các vị MC này đọc bài sao chậm quá, đọc bài nhanh quá, vì giảng sư này nói chuyện nhiều quá, vì MC có thể ít quá. Thì quý vị thấy khi nào cái tâm của chúng ta hân hoan cuộc sống đó, thì hầu như là nó có cái khuynh hướng là chống đối, chỉ trích, phê bình. Nhưng mà khi nào mà chúng ta không có tâm hân hoan, nó kiếm chuyện nhiều lắm. Thành ra đôi khi mình bực bội cái gì đó không hẳn là điều đó là điều đáng bực bội, có thể nó rất là bình thường, nhưng mình bực bội vì điều gì đó tại vì lý do là chúng ta không có cái chất liệu của sự hân hoan, không có chất liệu của piti. Dạ, khi một khi mình hân hoan rồi đó thì cái gì mình cũng hân hoan. Hay là một ví dụ khác là một cái bà nội bà ngoại mà thương cháu, mình đã thương rồi thì nó nghịch phá, nó la hó thì mình cũng cảm thấy bình thường tại vì mình vui với nó. Nhưng mà một khi mình đã không thương nó rồi đó thì nó chỉ la một chút hay nó đòi ăn chút cũng cảm thấy bực bội. Cho nên chúng ta nhớ là cái hỷ á, thì nó diệt trừ cái sân độc chẳng hạn. Thì chúng tôi có nói về tầm tứ hỷ lạc định, trong cái phần mà nói về những cái tâm thiền dục giới sắc giới, chúng tôi không muốn trở lại cái đó nhiều. Nhưng mà nói như vậy là năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định nó là năm pháp đối trị năm cái thiền cái: tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc. Nếu một người nào nói mình tu mình chứng thiền, nói mình chứng thiền, mà người đó chưa có khả năng diệt năm cái chi phần đó một cách rõ ràng đó, thì họ nói dối hoặc là họ không biết rõ. Và một người chứng thiền đó thì cái tâm đủ đi xua đuổi trong điều đó. Dạ, ví dụ như mình ngồi thiền ôn trầm là biết là mình chưa có chứng sơ thiền gì, ta thấy chết. Cái chuyện đó rất là dễ hiểu. Dạ, hay là một vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não năm triền cái, thì các vị đó hoàn toàn không có năm cái triền cái như vậy trong đời sống hàng ngày. Dạ, ví dụ Đức Phật ngày chỉ một cái vị sa di nhỏ 7 tuổi nó vị đắc A-la-hán, thì nếu vị đó không thể nào có năm cái trạng thái này hết. Nó không phải đơn giản đâu. Dạ, đừng nói đến cái chuyện mà mình nói người Việt Nam thì nói vị A-la-hán là thể hiện thần thông này nọ đủ thứ hết. Chúng ta đừng có nói thần thông thần lực, đừng nói gì hết, chỉ nói là năm triền cái thôi. Dạ, một người có chứng thiền hay đắc đạo quả A-la-hán. Dạ, một vị là A-la-hán là vị chứng đắc thiền, chứng thiền thiền sơ thiền chỉ thiền tam thiền tứ thiền vân vân, thì vị đó không thể có năm cái triền cái được. Cái này là cái mà chúng ta biết, và cái đó khó lắm. Dạ, cái đó là cái rất là khó. Quý vị biết là ở trong đời sống mà không có tham dục, không có sân độc, không có hôn thủy, không có trạo hối, không có nghi hoặc, không phải chuyện dễ, không phải chuyện dễ trong đời sống hàng ngày đâu. Khi mà mình nói chuyện với nhau, hay là trong một trường hợp nào đó đi đâu chơi, mình cảm thấy con người mình nó sảng khoái, nhẹ nhàng, sáng suốt đó, thì cái chuyện nó khác. Nhưng mà đời sống bình thường đó, cái đó mình phải tự biết lấy. Thành ra một khi mà cái tâm định hay là tuệ giác đủ, có tuệ giác của vị A-la-hán hay là cái tâm định của một cái hành giả có chứng thiền mà đủ sức để không có năm cái trạng thái: và tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối, nghi hoặc, hành thiền. Chuyện đó nó khác. Và ở trong thiền chỉ á, thì khi thiền mạnh á, thì đã áp đảo năm cái này, nhưng mà năm cái thiền cái mà nó mạnh á, thì nó sẽ là hoại thiền. Dạ, như trường hợp Đề Bà Đạt Đa, lúc mà tu thiền tu rất là tốt, chứng thiền chứng thông, nhưng mà khi mà có cái tâm ganh tị với Đức Phật do cái đời trước và do cái phiền não thì nó bị hoại thiền. Thì ở đây chúng ta nói rằng khi mà đi vào trong cái thế giới của samadhi đó, thì đi vào cái samadhi thì với thiền cái và tâm tâm thiền đó, nó như, giống như hai cái thế lực giằng co với nhau. Chính thiền đó là năm cái chi thiền là hoàn toàn mạnh, và cái thiền cái
là bị dập tắt. Nhưng mà khi năm chữ cái mạnh thì quậy thiền, hoặc là nó cản trở không cho thiền định. Thì bây giờ chúng ta nói tới năm chi thiền này đó, thì chúng ta hiểu như vậy là cái chứng thiền đó là một lẽ, nhưng mà các tầng thiền đó nó là tạo nên do cái sự thuần thục. Càng thuần thục đi lên càng cao thì cái chi thiền càng thấp, à, càng bớt đi, và chi thiền bớt đi. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mà mình mới học một ngôn ngữ thì cái câu nói của mình đó, luôn luôn đó là giống quý vị học phản ngữ Bali đó. Dạ, quý học phản ngữ Bali thì ban đầu là chúng ta nhận ra mặt chữ, nhận ra đánh vần. Ví dụ như cái chữ M có chấm dưới hay không chấm dưới, bút bút thăng hay là bút tham chẳng hạn, có chấm dưới hay không chấm dưới. Thì rồi chúng ta hiểu từng chữ, rồi hiểu từng chữ chúng ta ráp câu. Đó là một cái cuộc mà đó là một cái tiến trình mà hiểu về ngữ vựng, hiểu về văn phạm rồi ráp câu, nó rườm rà. Khi mà mình học càng lâu rồi đó thì mình sẽ không còn có cái chuyện cần phải đọc vào từng mình ngó cái là mình biết liền và có biết. Và khi mình có thể làm văn thơ nữa thì mình không có trải qua giai đoạn là đánh vần, ráp chữ, nghiêng về cú pháp, mà nhiều khi nó còn nhanh hơn cả cái phản xạ tự nhiên nữa. Người ta nói khi mà mình nói một thứ tiếng, ví dụ quý vị học tiếng Anh mà đã nói được bằng phản xạ rồi thì không cần phải suy nghĩ, mà cần phải suy nghĩ rồi đó, tức là cái trình độ chưa có cao, chưa có thuần thục. Thì trong sự tu thiền cũng vậy. Ở trong giai đoạn đầu thì nó có đủ cái năm chi thiền, mà trong cái thiền á thì nó nhiều chi thiền không có nghĩa là nó cao, tầng thấp mới có nhiều chi thiền. Khi mà tu lên mức độ nữa đó thì nó sẽ không có tứ, và nó gọi là nhị thiền. Nhưng mà cái này thì nó rất là, nó cũng làm điểm trên để ý là ở trên nguyên tắc á, một vị mà đoạn được tâm á, thì nếu vị đó tu tập tiếp tục và tu tập nhanh hơn không bao lâu thì cái tứ nó cũng dễ bị diệt á. Cái tứ bị dễ bị diệt và cái tứ nó tồn tại lâu. Thành ra ở trong kinh tạng thì không có phân là thiền thiền mà hữu tứ, mà chỉ nói là một á, là có tầm có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, và cái thứ hai nữa là một cái trạng thái không tầm không tứ gọi là nhị thiền. Nhưng mà ở trong thắng pháp á, thì lại tách tầm tứ ra. Ở trong kinh tạng cũng có, nhưng mà thường là nói tới bốn thiền thôi. Do vậy chúng ta có cái tầng thứ hai, tầng thiền thứ hai là không có tầm, rồi tầng thứ ba là không có tứ, tầng thứ tư không có hỷ. Không có ở đây không có nghĩa là vì yếu mà ra, mà ví dụ như bây giờ mình là nhà nghèo, mới làm ra tiền thì tiền thì cảm thấy rất là sung sướng, rất là hân hoan. Mà khi lâu ngày làm cũng ra tiền, vậy là cũng vui, cũng có tiền. Nhưng mà cái có tiền mà của một cái người mà đã có nhiều tiền rồi đó thì họ không có cái trạng thái hân hoan giống như là người nghèo mà có tiền. Thành ra cái trạng thái hân hoan là mất đi, anh đó là biến mất. Thành rồi nó chỉ còn lạc tứ thiền á, chỉ còn lạc và định. Lạc là cái sự gội nhuần, sự hưởng, chứ tôi không có đi lại các chi thiền nhiều. Và sau cùng là ngũ thiền thì chỉ còn lại định. Thì ở đây cũng phải nói thêm rằng có nhiều vị xem xả đó là một chi thiền, thì các vị nói là tứ thiền thì có lạc và định, và ngũ thiền có định và xả. Thì nói như vậy cũng hẳn là sai lắm, nhưng mà căn bản mà nói là tâm nào cũng có cảm thọ hết. Khi mà lạc họ không còn thì vị đó sẽ nó chỉ nhường lại cho cái xả. Xả là một cái gì không không khổ không lạc, thì cái vị mà đạt đến ngũ thiền là đạt đến xả niệm thanh tịnh. Và xả niệm thanh tịnh tức là vị này chỉ còn định thôi. Thật ra mình nói ngũ thiền chỉ còn định thôi cũng đúng, mà mình nói ngũ thiền chỉ có định và xả thì cũng được, nhưng mà nó gượng thôi, chứ thật sự thì cái xả đó được hiểu là vì không có lạc nên nó nhường chỗ cho xả. Thật ra như vậy đó, là chúng ta nói đến tam muội định đó, thì cái tam muội định đó được xem như là một cái trạng thái có đầy đủ các chi thiền, quan trọng là tầm tứ hỷ lạc định. Và các cái thiền chứng lên càng cao á
thì nó càng giảm bớt các chi thiệt, cuối cùng nó chỉ còn lại định mà không có tầm tứ hỷ lạc. Cái này là cái mà chúng ta phải phải lưu ý. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta qua phần tiếp theo. Dạ. Ở trong phần tiếp theo này đó, thì chúng tôi muốn nói đến cái diễn trình tâm chứng thiệt. Dạ, diễn trình tâm chứng thiệt. Trong diễn trình tâm chứng thiệt này đó, thì có một đặc điểm mà chúng tôi phải nói rằng thông thường trong các cái diễn trình tâm trước á, chúng ta hay dùng cái chữ gọi là chữ xử lý để xử lý để dịch cho cái chữ Chavada. Dạ, tập sở văn đá. Chữ xử lý này á, đôi khi ngày tên sử ngày cũng dịch là tâm hướng cảnh hay là tâm thực hướng cảnh, xử lý cảnh. Nhưng mà phải nói rằng ở đây là chúng tôi chỉ nói ở ngoài lề thôi, chứ thực sự chúng tôi cũng không có thay đổi. Dạ, nếu mà khi mà đi vào các tâm thiền thì những dòng Chavana mà dịch chữ động lực nó là đắc thế. Dạ, nó là cái gì đẹp hơn hết, đẹp hơn chữ động lực, mặc dù chữ động lực kia không quen thuộc hơn là tâm xử lý, nhưng mà chúng ta cũng gọi là tâm Chavana. Dạ, quý vị nhớ tâm Chavana thì nó có những cái định luật về tâm Chavana. Dạ, thí dụ như là trong tâm Chavana nó có định luật về tạo nghiệp, nhưng mà Chavana nó chỉ là một loại tâm thôi. Bây giờ dù là tâm thiện, dục giới hay tâm bất thiện đó, thì Chavana thường nó có bảy sát na. Bảy sát na cùng một thứ tâm và cùng một phần sự và xử lý. Và phần sự thì nó cũng thứ tâm. Nhưng mà cái Chavana ở trong cái diễn tâm chứng thiền đó, thì nó lại như vậy. Và nó phải như vậy. Sau cái khai ý môn đó thì nó đi vào Chavana thì nó có sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tánh, rồi sau đó một sát na thiền. Dạ, một sát na thiền. Cái chuẩn bị á có nghĩa là một cái trạng thái ở trong tư thế sẵn sàng để hỗ trợ. Dạ, sẵn sàng để hỗ trợ. Giống như mình muốn nhảy từ bên cái mé ao này qua mé ao kia đó, thì đâu phải mình nói nhảy là mình nhảy đâu. Dạ, mình phải có ở trong cái tư thế chuẩn bị, ở trong tư thế là thích. Dạ, rồi cận hành là ở trong một cái thời khắc rất là ngắn ngủi, nhưng mà mình lại có cái khả năng là tiếp cận, hay là có giả là ở trong một cái thời khắc giống như mình đếm đếm ngược mình tới số 1 vậy đó. Dạ. Và thuận thứ là một cái trạng thái chấp nhận, thích nghi hoàn toàn với cái tâm thái mới. Và chuyển tộc mà ngài Tây Sĩ đôi khi dịch là bỏ bực, chuyển tộc bỏ bực tức là tham nhảy. Dạ, một bước nhảy. Dạ, một bước chuyển từ một cái tâm mà không có khả năng để áp đảo hoàn toàn đối với năm cái, bây giờ sang cái gọi là thiền chứng, thì tâm thiền đó có thể là... tâm thiền đó có thể là sơ thiền, như thiền tâm, thiền vân vân. Thế như vậy thưa quý vị, là tại sao khi mà mình học thắng pháp á, mình học diễn trình tâm, và khi học diễn trình tâm á thì mình mới thấy rằng có rất là nhiều cái sự kiện quan trọng của đời sống, mà sự kiện đó nó chỉ xảy ra trong một sát na thôi. Và ví dụ như tâm tử kết thúc cuộc sống, tâm tử chỉ có một sát na. Tâm tục sinh cũng chỉ có một sát na. Đắc đạo cũng chỉ có một sát na. Và chứng thiền chỉ có một sát na. Nhưng cái sát na đó nó lại quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ như là vị nào qua bên Mỹ
thì mình biết rằng mình có hai cái giai đoạn. Giai đoạn khi mà mình là một người nhập cư và khi mình trở thành một Mỹ được nhập tịch. Thì khi mình nói là tôi là người Mỹ đã nhập tịch rồi, nhưng mà cái gọi là nhập tịch đó, cái quan trọng nhất là lúc mà chúng ta đưa tay lên tuyên thệ để trở thành một người Mỹ. Cái giây phút quan trọng lắm. Giây phút đó đó, nó biến chúng ta trở thành từ một người nhập cư, một người ngoại kiều, trở thành một công dân Mỹ. Và sau khi tuyên thệ rồi, từ đó trở về sau thì chúng ta là người Mỹ thôi. Thì cái giây phút mà tuyên thệ nó rất là ngắn ngủi so với trước đó và sau đó, nhưng mà giây phút đó là giây phút quyết định. Bởi vì một cái đặc điểm của thắng Pháp cái đặc điểm thắng Pháp là học về vĩ mô và học vĩ mô về micro. Mà khi mà chúng ta học về vĩ mô đó, thì chúng ta mới có trường hợp chúng ta hiểu rằng đắc thiền là một sắc đa, đắc đạo là một sắc đa, tử là một sắc đa, tục sinh là một sắc đa. Cái đó quan trọng lắm. Cả một kiếp người, nhưng mà cái tâm khởi khởi đầu tiên là tâm tục sinh. Tâm tục sinh nó mang nhiều cái yếu tố quyết định, một sắc đa thôi. Và trong tâm thiền cũng phải, khi mà mình đạt đến một cái trạng thái gọi là tâm thiền, thì ví dụ bây giờ Siêu Nguyên Thông học có học vị là tiến sĩ, nhưng mà bây giờ mình nói tiến sĩ á, thì là bây giờ, nhưng mà rồi lúc mà được bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ đó, thì cái lúc chi phút cấp bằng tiến sĩ đó, từ đó trở đi nó đổi. Thì một con người mình khi mà trong lúc tu thiền đó, chúng ta gọi là tập thiền, thì ở đây chúng ta khuân tu, chúng ta khuân tập những cái chi thiền là tầm tứ nghĩ lạc định, bằng cách là tu tập vào trong, tu tập vào các cái tập chú vào các cái gọi là thiền cảnh như là chúng ta gọi Kamathana, thí dụ như là đất nước lửa gió v.v. Thì trong sự tu tập đó, đó đến cái mức độ nào đó nó đạt được và nó đạt được khả năng gọi là đã chứng được chứng thiền. Thì cái chứng thiền này đó, là cái dấu hiệu của sự thành thạo. Sự thành thạo nó khác biệt với bình thường thế nào? Sự thành thạo ở đây đó là mình có thể tùy nghi, tùy ý muốn mà xuất nhập thiền, tại vì thuần thục rồi. Thì để hiểu điều này đó, thì chúng tôi muốn nói một câu chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đọc ở trong bộ Thiên Long. Có một cái nhân vật mà chắc quý vị cũng thường nghe tiếng Nhật gọi là Đoàn Dự, con của Đoàn Chính. Thì anh này, vì thái tử này đó, được Đoàn Chính Minh, thiền sư Đoàn Chính Minh cũng là người người bác dạy cho một cái trực chỉ gọi là Lục Bạch Thần Kiếp. Nhưng mà vị này có được rồi nhưng mà lại không có xài theo ý muốn mình được. Dạ. Cái lúc nó có lúc nó không. Dạ, có ít khi nào chúng ta nghe diễn tả trường hợp đó lắm. Ví dụ như là bình thường bị người ta đánh rơi tả hết, bị Cua Ma Trí đánh gọi là đánh rơi tả, nhưng mà rồi tự nhiên có lúc nào đó ai đụng đến người yêu của mình, hay là gọi là bất kỳ xuất ý mới xuất được cái Lục Bạch Thần Kiếm đó. Thì khi một người mà người ta lâu lâu mới thông minh đột xuất, hay là lâu lâu mới có cái khả năng đột xuất một lần, thì cái đó nó không có ý nghĩa là sự thành thục. Sự thuần thục nó phải mang ý nghĩa đó là sức nhập tự tại. Dạ. Khi mình đã đạt đến trạng thái đó rồi thì mình muốn thể nhập vào đó, hay là muốn rời khỏi trạng thái đó như ý của mình, tức là sức thiền nhập thiền được đó, thì ở đây đó là một cái sự thuần thục của thiền. Nhưng mà khi một người mà đạt đến một cái trạng thái tâm thiền thật sự đó, thì chúng ta nhớ rằng cái tâm thiền đó lật lại trong biểu đồ của biểu đồ chư pháp đó, thì đó là một loại tâm khác với tâm dục giới. Nó một cách khác là
khi mà mình tu thiền ấy, thì mình tu bằng tâm dục giới tịnh hảo. Tâm thiền là tâm thiền dục giới tịnh hảo, mình tu thiền. Thì tâm thiện dục giới tịnh hảo đó nó chưa đạt đến mức độ kiên cố, giống như người học còn đang đi học, cũng học về về toán, về văn, nhưng mà người đó chưa đạt được cái bằng cấp. Khi một người đạt được bằng cấp rồi đó thì nó giống như một người chứng được cái tâm thiền mà rồi là có cái tâm kiên cố định, và cái tâm này, tâm thiền này là tâm hoàn toàn khác, đó là tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới mà trong kinh có nhiều khi liệt kê là bộ là những tâm đáo đại, những tâm đáo đại. Thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị, những cái khả năng tập trung của chúng ta đó nó có tính cách là mỏng manh, phôi thai lắm. Như quý vị nghe pháp với tâm hoan hỷ, nhưng mà đâu phải giữ tâm hoan hỷ lâu được, mình muốn giữ tâm hoan hỷ lâu không có lâu được. Và tệ hại hơn nữa là theo trong cái định luật đó, là trong tâm dục giới của chúng ta mà cái tâm xử lý mà muốn kéo dài lâu lắm mà thì nó chỉ có được 7 sát na thôi. Chỉ 7 sát na dài lắm. Nhưng mà khi một vị mà chứng thiền, có thể nhập thiền đó, thì vị đó có thể kéo dài ra ở trong rất nhiều sát na suốt một thời gian dài. Thì như vậy tâm thiền đó nó phải là một loại tâm rất là khác hơn cái tâm bình thường. Vì điểm này chúng ta nên hiểu. Thì như vậy trong cái diễn trình tâm chứng thiền á, mà quý vị đọc ở đây trong bài học đó, thì chỉ có 5 sát na. Năm sát na, đây cũng là một điều rất là thú vị. Nó tương tự như trong trường hợp là trong cái diễn trình tâm tục sinh, khi khởi đầu kiếp sống, cái mới bắt đầu thì nó không kéo dài lâu, nó chỉ năm sát na thôi. Thì năm sát na ở đây là chuẩn bị, cận hành, thuần thứ, chuyển tộc hay là chuyển tánh, là tâm thiền, rồi sau đó trở về với tiềm thức cố hữu. Nhưng mà sau đó thì một vị nhập thiền đó, chúng ta nói sang tâm diễn trình tập thiền nó cũng giống như vậy, nhưng mà cái khác hơn đó là trong cái tâm thiền thì vị này lại kéo dài. Và theo trong sớ dạy và các vị thầy dạy rằng, khi mà một người muốn nhập thiền đó, thì trước khi nhập thiền đó, thì họ phải có một cái tác ý. Một cái tác ý. Cái tác ý này nó tạo nên một cái năng lượng. Năng lực đó là, vì cái tác ý là mình sẽ nhập thiền ở trong bao lâu, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, vân vân. Thì nhiều khi ở trong sách các bản dịch hay dùng chữ phát nguyện, mà chúng tôi không thích dùng chữ phát nguyện. Chữ phát nguyện này thì nó hơi có cái tên là nặng về tôn giáo tính. Ở đây đó chỉ là một tác ý. Về điểm này đó, thưa quý vị, tương tự như là cái này là cái mà chúng tôi có trong đời sống, nó không phải là một cái thiền chứng, nhưng nó có, đó là tác ý cái giờ thức dậy. Khi mà sống ở trong bùa lâu ngày đó, thì mình có cái nghĩ là khi mình sắp đi ngủ, mình học theo cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh là lúc ngủ có tác ý, lúc thức dậy là, ví dụ như trước khi đi ngủ thì nằm xuống cứ ngủ thôi, thì mình nhắc là mình sẽ lúc 5 giờ, lúc 3 giờ, lúc 4 giờ. Mà thật ra rất là khó tin, là không cần đồng hồ báo thức tự nhiên mình thức dậy. Cái này thì khó tin lắm, nhưng mà vị nào có được cái đó, vị đó sẽ thấy cái đó. Tức là mình có lập tâm, mình có chủ tâm để thức dậy vào giờ đó, thì tới giờ đó thức dậy. Tới giờ thức dậy. Cho đến bây giờ, thứ thì chúng tôi cũng không có để cái chuông reo, chuông đồng hồ reo. Và chúng tôi nhớ rằng ở trong chỉ có một vài lần nào đó mà vì quá mệt mà ngủ quên thôi, chứ đa phần là lúc chúng tôi có thói quen là đi ngủ thì phải hỏi rằng ngày mai thức dậy mấy giờ, ví dụ như cần phải soạn bài hay là cần đi đâu đó, ra phi trường vân vân, thì mình nói ngày mai thức dậy lúc 3 giờ, 4 giờ, thì giờ thức dậy được. Ở đây chúng tôi tạm dùng cái thí dụ này để nói rằng, khi một vị tu thiền á, thì cái cảnh giới của tâm đó nó ảo ảo diệu hơn nhiều, nó diệu dụng hơn nhiều, là vì đó có thể tác ý là mình thức dậy lúc mấy giờ. Thì cái diễn trình tâm mà nhập thiền đó, nó cũng tương tự như là diễn trình tâm chứng thiền, chỉ có khác là trong diễn trình tâm chứng thiền đó, thì cái chỗ tâm thiền nó chỉ có một sát na duy nhất thôi. Và cả diễn trình tâm chỉ có 5 sát na tâm xử lý, nhưng mà ở trong cái diễn trình tâm
nhập thiền á, thì tâm thiền á, nó sẽ kéo dài. Quý vị biết là một khẩy móng tay tâm sinh triệu triệu cái, mà kéo dài 2 3 ngày 7 ngày như vậy đó, thì chúng ta có thể nói rằng con số khó đếm được, và nó tùy theo cái thời lượng của vị đấy nhập thiền. Và chúng tôi nhắc lại là trước khi vị nhập thiền thì vị đó có cái tác ý hay là có cái lập tâm là mình sẽ nhập thiền trong bao lâu đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay tại đây về những trình tâm chứng thiền nhập thiền để bước qua phần tiếp theo. Thì bạch sư tọa thực sư, không biết thượng tọa có điều gì để nói trong thời gian soạn các câu thảo luận trên chữ tâm, kính thỉnh thượng tọa. Không biết thượng tọa thực sư có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa thực sư có ở trước máy, xin thượng tọa nói cho vài lời. Chắc thượng tọa thực sư không có trước máy. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ nói cho vài lời. Dạ, thỉnh thượng tọa, xin thượng tọa Quan Hỷ cầm mic đi. Lúc này thì nếu có mặt thượng tọa cứ cầm mic là biết liền. Dạ, không cần phải trả Hello. lời. Dạ, thỉnh thượng tọa. Dạ, nghe rồi thượng tọa nói đi. Thì hôm nay mình học Thắng Pháp về cái phần mà đắc thiền, tâm thiền và đắc thiền. Thì đây là lĩnh vực mình gọi là một cái phần thứ lớp mà đối với đạo Phật á, thì ngoài cái tầng giới rồi đến cái tầng định và cuối cùng cái tầng tuệ, thì cái Hello. Hello. Cái đường nét hôm nay nó không có được ổn lắm. Nói thì nói chút xíu tự nhiên lại lên nó triệu chứng của cái chậm chạp. Thì bữa hôm nay chúng ta học về thiền, tâm thiền và thiền, và nói đến cái thiền chế ngự được 5 thiền cái, và nói đến cái thiền đó, thì quý vị biết rằng vì cái sát na, cái sát na hay là chúng ta gọi là cái tâm sở nhất hành đó, nó hợp được rất là nhiều cái tâm thiền và luôn cả tâm thiện dục giới hợp trí mà chúng ta gọi là làm việc tu tu thiền đó. Và trong 10 cái thiền sự đó thì chúng ta thấy việc tu thiền cũng là tâm thiện hợp trí. Thì nếu mà nhìn vào trong bảng niêu đó thì chúng ta thấy tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiền sắc giới, mình gọi là 15 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền 12 tâm thiền vô sắc, thì mình gọi là có thiền. Nhưng mà nếu đây thì chúng ta tính chỉ có 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc là 9 tâm thiền để cho tái sanh về các cái cõi thiền, khi mà mình giữ thiền nó không bị hoại. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái tâm sở nhất hành đó, nó hợp trong các cái tâm thiền này,
và là thì cái trong cái phạm nó cứ quay thì nó lại rớt ra quý vị. Nghe rõ. Như vậy thì nếu mà chúng ta có học trong thì đàm thì chúng ta phải nhìn vào cái bản nêu chi pháp đó, thì chúng ta thấy có 40 tâm siêu thế là có thiền và 5 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc, đó là mình gọi là những cái tâm có thiền. Và chính vì như vậy nên cái thiền đó, thì nó không dễ gì mà chúng ta hiểu cho thưa vị, có những ngày mà các vị giảng sư rất là khổ sở với cái đường nét, và điều này là điều tự nhiên. Lúc này ở Việt Nam, thưa vị, trong tình trạng cách ly, người ta xài nét nhiều, do đó đường truyền không có rõ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có thể giúp trả lời cho câu thảo luận số 1 được không? Bởi vì, dạ tốt quá, xin thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ trả lời câu số 1 là mình nói chung chung á. Ở trong đời sống, nếu một người mà cái cảm xúc vui buồn hay bất chừng hay là quá độ đó, nó phải chăng nó cũng là một dấu hiệu của thiếu cái định lực hay là samadhi? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, tọa Minh Hạnh để được tuệ tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thật sự ra cái đường truyền nó xài nó có khi thì cũng nghe được, có khi nghe cũng không được, nó bị đứt quãng. Lúc vậy đó có khi cũng bị vậy. Trở lại cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng nêu ở đây đó, thì cuộc sống của chúng ta thì có khi đó thì vui buồn lẫn lộn theo cái cảm xúc của mình. Lúc mình vui, lúc mình buồn. Vui đó nó có thể là từ cái ngoại cảnh ở bên ngoài cũng có, mà cái vui đó nó có thể là từ ở nội tâm của mình cũng có. Rồi cái buồn nhiều khi từ ở ngoại cảnh, mắt thấy tai nghe, rồi có khi cũng từ ở trong cái nội tâm của mình suy nghĩ rồi mình buồn cũng có. Cho nên vui buồn nó là một cái hiện tượng tự nhiên ở trong cái đời sống tâm lý của những người phàm phu. Sự thật ra đó thì chúng ta vui buồn đó, đó là do chúng ta nghĩ đến những cái việc mà nó đã qua, hay là nghĩ đến những cái việc chưa tới, hay cả những cái gì mà nó đang diễn ra trong đời sống. Đi mắt mình thấy, tai mình nghe, tâm mình suy nghĩ, vân vân. Rồi có khi đó thì mình buồn, khi mình vui, khi mình gặp trái nghịch lòng, khi mình gặp cái cảnh không có hài lòng, thì cái tâm của mình nó không được vui, nó buồn. Rồi có khi nó được vui nữa. Vui là do cái cảnh đó mình thích nó như vậy, muốn nó như vậy, rồi nó có như vậy, cho nên là mình cảm thấy vui.
Cho nên cái vui buồn là nó cái gì nó xen lẫn ở trong cái đời sống tâm lý của một người phàm phu. Mà quý vị thấy rằng là thường thường là người ta nói là tuổi trẻ đó thì mình sống hướng về tương lai, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó thì mình tiếc nuối về quá khứ. Có điều đó là thí dụ như lúc trẻ thì mình cũng mơ ước là mình đặt ra cái kỳ vọng trong tương lai, rồi cái mơ ước của mình phải thành công cái này hoặc là công cái nọ, về mặt tình cảm, về mặt vật chất, rồi về mặt danh vọng địa vị gì đó. Thì mình đặt ra cái mơ ước, đặt ra cái mơ ước trong tương lai, rồi là đến khi mà mình quá chừng ấy với cái thời gian, từ lúc mà mình trưởng thành, bồi bổ những cái kiến thức, rồi là lập gia đình, hay hoặc là sống với thời ấy chần bừng chừng ấy thời gian, bước sang cái tuổi tuổi già thì mình lại hay suy nghĩ về quá khứ. Suy nghĩ về quá khứ là sao? Có khi đó là mình nhớ cái cảnh quá khứ lúc nhỏ, lúc thanh niên, lúc còn nhỏ mình ở quê, rồi mình sống cảnh như thế này, rồi cảnh đồng quê ra sao, đô thị ra sao, rồi người này ra sao, anh A chị Bích, bà xoài gì đó, thì mình luôn luôn nghĩ đến những người đó. Cho nên chúng ta thấy là nhiều khi người già đó, người ta cũng mong muốn rằng mặc dù là người ta sống xa quê xa xứ, nhưng mà người ta cũng mong muốn rằng là một lúc nào đó họ trở về quê hương thầy người thân của mình, thăm lại mộ mã ông bà dòng họ, thì cái chuyện đó nó có. Cho nên là thường thường là lúc mà mình già rồi là mình suy nghĩ ở quá khứ cách đây mấy chục năm nó có chuyện này chuyện đó, và chính như vậy đó cho nên là tâm của mình là một cái tâm trong một cái trạng thái phóng dật, nói trong Phật pháp từ Phật là phóng dật, tức là trạng thái chao đảo nội tâm, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái nọ liên tục. Và vui buồn đó nó cũng theo cái cảm xúc của mình và do cái tâm của mình không định tĩnh. Do cái tâm của mình không định tĩnh, cái tâm của mình nghĩ như thế này thế nọ, cho nên là trong một cái trạng thái nó luôn luôn là nóng hổi, trong một cái trạng thái nó là một cái trạng thái rạo rực nóng hổi gì đó, mặc dù là cái việc đó nó tốt hay là nó xấu, nó tích cực hay là nó tiêu cực, nhưng mà mình là một người mà nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai, hoặc là nghĩ suy nghĩ về những cái gì đang diễn ra, mà thường thường đó là chúng ta hướng cái tâm về mình đối với các cái trần cảnh là nhiều. Cho nên là cái tâm của người trong một cái trạng thái là phóng dật. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng là khâm tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Cho nên chính vì cái tâm của mình hướng đến các dục, các dục ở đây là sắc thân nương vị xúc pháp, những cái cảnh đó làm cho cái tâm của mình là một trạng thái dọng động chao đảo, và trạng thái phóng dật nó luôn luôn thay đổi ở trạng thái này. Cho nên là cái tâm lý của mình trong một cái trạng thái buồn và vui nó cứ diễn ra hoài, diễn ra hoài, mình không để ý cái tâm của mình với nó diễn ra liên tục. Cái người mà sống có niệm có chánh định thì họ có định tâm thì họ mới là giữ cái tâm lại, không để cho cái trạng thái phóng dật đó. Ví dụ như một người hành thiền bằng phương pháp thiền của mình trụ tâm trên một cái đề mục, tức là mình giữ cái tâm của mình trong một cái đề mục, và giữ như vậy thì chúng ta biết rằng cái tâm của mình nó cứ 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 vọng động, nó cứ trôi nổi như vậy hoài đó, mà mình giữ nó lại thì nó cũng là rất là khó giữ tâm, nhưng mà buộc mình phải giữ cái tâm của mình. Giữ cái tâm của mình tức là mình giữ cái tâm của mình trong cái đề mục,
tức là đòi hỏi một cái người tu cần phải có cái chánh định, tức là cái định tâm trong một đề mục, để mình không có vui buồn, không có vui buồn, không có phóng dật, không có một cái trạng thái hụt hẫng chao đảo ở nội tâm, nhờ mình định tâm, nhờ mình định tâm. Cho nên là cái người tu tập là vậy, hay là một người tu tập thiền quán thì cái đời sống mình chánh niệm, mình ghi nhận, mình biết rõ những cái sự diễn biến ở trong hiện tại thân và tâm của mình như, thì đó cũng là cái cách mà để mà mình giữ nội tâm, để mà mình soi thấu, mình thấy rõ những sự diễn biến sanh diệt của thân và tâm mình. Mình thấy được là trong cái phản khắc nó biến đổi thay đổi như vậy. Thì ở đây đó, có thể nói rằng là chính cái người tu tập mới là cái người giữ, cái người có cái đề mục tu tập mới là cái người giữ cái tâm của mình, và giữ cái tâm đó, đó để làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh. An tịnh, khi tâm mình được an tịnh thì hả, tâm mình được tịnh thì sẽ mình được an, mình được an. Còn còn tâm mình không tịnh thì nó là trong một cái trạng thái, dù là mình mong muốn cái này cái nọ nó được đáp ứng cho mình đủ đi nữa, thì mình cũng trong một cái trạng thái hết sức là hụt hẫng, hết sức là hụt hẫng, bởi vì nó theo các dục mà đi cuộc, cho nên tâm mình không có định tĩnh thì nó bị các dục lôi cuốn theo, sắc thân hương vị xúc vậy đó. Nó lôi cuốn theo, và do đó cái tâm của mình trong trạng thái hụt hẫng. Vì vậy cho nên cái người tu, đặc biệt là cái người tu thiền, là cần phải trụ tâm trên một cái đề mục, đề mục đó mà mình được học ở trong kinh điển, ở trong cái lời dạy của những vị đã có cái kinh nghiệm dạy, hoặc là học ở trong kinh điển, để mà mình thực hành. Mình thực hành, thì khi mà mình thực hành như vậy thì mình, cái tâm mình có định thì mình sẽ có được sự an lạc. Còn nếu mà mình không có định thì dù là mình sống ở trong một cái hoàn cảnh nào đi nữa, có đầy đủ như thế nào đi nữa, thì nó cũng là trong một cái trạng thái hết sức là hụt hẫng, và trạng thái gọi là, mình gọi là nó là cái lửa tham, lửa sân, lửa si, nó cứ chao đảo nội tâm mình hoài, không thể nào mình có được cái sự an lạc được. Và vì vậy cái việc tu, điều cần yếu nhất là phải giữ cái tâm của mình. Cho nên cái tâm mà phóng dật càng nhiều thì đó cũng là cái thói quen, và cái thói quen đó là cái thói quen không tốt. Và bây giờ mình giữ cái tâm của mình là mình điều phục cái tâm của mình, định tĩnh lại, để rồi nó tránh đi những cái thói quen không tốt đó. Và đó cũng là một cái phương pháp tu giúp cho một cái vị hành giả an định nội tâm trong đời sống hàng ngày. Và như mà mình đắc định trong tương lai, hoặc là mình ít ra thì mình có được cái định tâm trước khi giờ phút lâm chung, thì mình cũng được sanh cảnh giới an lành. Đó là như vậy. Cho nên là ở trong cuộc đời này đó, thì người ta biết bao nhiêu cái sự khổ sầu, biết bao nhiêu cái sự bi lụy. Bi lụy là từ cái chỗ là mình không nhận chân được cái bản chất thật của nó. Và bi lụy mình khổ sở là vì mình không có một cái sự định tâm được trong đề mục. Cho nên cái tâm của mình trong một trạng thái hụt hẫng trao đảo liên tục như vậy. Cho nên là mình sanh ra buồn vui, nó thay đổi hoài. Thì ở đây là cái câu góp ý của con, trả lời góp ý của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thu. Sa thu. Sa thú kính thưa Thượng Tọa, Thượng Tọa Thiên Quyền ấy, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin được mọi người cầm biết. Hy vọng Thượng Tọa có thể trả lời câu số. Thượng Tọa,
chúng ta mà học về những cái những tình tâm mà đắc thiền đắc đạo thì chúng ta hay dùng cái chữ appamana, tức là kiên cố. Nghe kiên cố thì chúng ta nghe rất là chắc chắn, hay là khi mà chúng ta nói thuần thục rất chắc chắn. Nhưng mà tại sao có những trường hợp một vị chứng thiền rồi bay trên hư không mà nhìn thấy và hoàng hậu quá thì lại bị hoại thiền, hay là trường hợp mà tôn giả thì theo đề bà Tạng Đa đã chứng thiền của thần thông rồi mà vì ham danh lợi thành ra bị hoại thiền, thì bị hoại thiền như vậy thì thiền có thể gọi là kiên cố không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa tu viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá, con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp Bình Đẳng Tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Chư Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Minh Hạnh, Thượng Tọa Tự Tri, Đại Đức Thượng Tọa Đức Đại Đức cùng Sư Nguyên Thông, Tân Trà Đồng Quý Tu Nữ cùng Chư Phật Tử. Và kính bạch của Ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng là nếu chúng ta nói trên một cái giá trị của thiền thì nó có sự kiên cố, quyết định nó là vững chắc. Nhưng nếu chúng ta gọi là chứng đắc đi, để mà chứng đắc về thiền thì là một cái hình thái nó khác. Bây giờ khi mình học, mình tốt nghiệp á là cái đó nó chắc rồi, nhưng điều mà còn cái chuyện mà trong thời gian mà lúc mà chúng ta hành nghề đó thì nó có thể ra những sự cố, mà những sự cố đó nó do chính chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng là do tại sao chúng ta đã tốt nghiệp rồi bây giờ mà mình lại nó xảy ra sự cố khi nghề nghiệp. Ở đây thì cũng như thế đó, thì khi mà sau khi chứng đắc thiền rồi đó thì cái tâm nó khởi lên thiền não, do cái dục, rồi do cái phiền não ngủ ngầm khi nó khởi sanh lên, thì lúc đó, đó nó giảm cái định, nó mất đi một cái định, cái là cái sự thật. Chứ còn thí dụ như cái công năng, cái giá trị của thiền định, thí dụ chứng đắc sơ thiền thì chúng ta diệt trừ được tầm thứ vân vân, thì những cái mà của cấp độ của thiền như vậy đó là chính là kiên cố, là chắc chắn. Nhưng sau đó đó, cái đời sống bình nhật của chúng ta đó, mà chúng ta không còn cái giá trị gọi là bám sát nữa, cái tâm đó đó là cái tâm có, nó kiên cố, nó thật. Nhưng rồi sau đó đó, cái dòng tâm khác nó khởi sanh lên, do cái phiền não hay do chúng ta không có, do chúng ta dễ vui đó, thì appamano kusale sutta me suyane go namo bhavaro. Mà nếu chúng ta khinh suất á, và thì đau khổ nó sẽ xuất hiện, hay là sẽ chúng ta sẽ bị hoại thiền, hay chúng ta sẽ bị mất đi một cái giới của mình, mất đi một cái pháp của mình, mất đi một cái tiền của mình. Mà nếu chúng ta không có khinh suất á, thì nó kết quả an lạc, nó chính là cái gì? Chúng ta không có chịu cái chúng ta được nhiều cái tác dụng. Và nếu như chúng ta không khinh suất á, mà chúng ta khinh suất quá đó, thì chúng ta sẽ rơi vào phần tai hại. Đây là sự thật. Thì cũng như thế trong cuộc đời này á, khi mà chúng ta thành tựu được con người phàm phu, và nó cũng tất cả nó vô thường. Bây giờ quý vị thấy như chúng ta được làm giàu, chúng ta làm giàu vì chúng ta có của. Bây giờ chúng ta có 1 triệu đô la, đó 1 triệu đô la đó 1 triệu thật. Nhưng 1 triệu đô la này nó sẽ tồn tại với chúng ta hay không là một chuyện khác. Có thể chúng ta sẽ hơn 1 triệu đô la, là có thể một ngày sau mất 1 triệu đô la đó. Thì ở đây cái kiên cố chắc chắn rằng chúng ta có 1 triệu đô la đó là thật. Thì cũng như thế, cái thiền nó cũng vậy đó. Khi mà chúng ta có thật thì chúng ta chứng đắc cái giá trị thiền, đó là một sự kiên cố, đó là thật. Cái tâm thiền nó phải có thật. Nhưng điều khi mà nó bị dao động rồi đó, nó rồi khi nó có, đó là một chuyện thật. Nhưng điều khi nó mất đi, nó chính là một sự dao động do cái phiền não. Nếu như chúng ta gọi là nếu mà nói thiền thì do cái phiền não, hay là do các cái pháp truyền cái nó khởi sanh lên, thì chúng ta không vượt qua mà chúng ta bị
bị dính mắc thì chắc chắn rằng nó phải bị ngoại thiền hay bị đức thiền. Chứ chúng ta biết là bởi vậy không có hình xúc được, đừng có nói là hay, đừng có nói là tốt. Mà chúng ta biết ví dụ như nhiều người nghĩ rằng mình không nghĩ rằng mình có thể mà mình nghèo khổ được, bởi vì tiền như thế làm sao mà mình chút, làm sao mà mất được. Nhưng điều mà trong cuộc đời này các pháp nó vô thường mà, thì nó chỉ đổi thay trong một một cái biến cố gì đó là tất cả nó ra đi. Thì cái biến cố đó chính là chúng ta cho là biến cố, nhưng sự thật ở đây chính là còn ở trong cái thiền định, thì do tâm của chúng ta không có định trụ một cách vững chắc. Sau khi chúng ta chứng đắc, dạ thì xin kính bạch thượng tọa, con xin có cái ý nghĩ trả lời như vậy. Bởi vì những điều chi mà cần bổ túc thì kính cung tỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thiền thì tọa tự quyền. Thì tọa pháp răng, thì tọa có nghe được không? Hy vọng rằng thì tọa pháp răng nghe được và có thể cầm mic được. Nếu thượng tọa pháp răng nghe được thì dạ, thì tọa cứ cầm mic thượng tọa. Khi mà nói tu thiền thì nhiều người nói rằng mình ngồi yên tu thiền với định niệm là đâu có gì vui đâu. Đó là lý do tại sao nhiều người không thích tu thiền. Nhưng mà nếu ta nói như vậy thì thượng tọa có lời giải thích nào xin kính thỉnh thượng tọa. Thỉnh thượng tọa đang quan hệ cầm mic giùm cho. Hello. Dạ. Mình hãy sao không biết. Nó yếu đến là con cầm mic rất lên rất xuống, cứ quay vòng vòng ngoài. Không biết người ta yếu thì cái nét người ta sao không biết, mà cái điện thoại coi nó quay vòng vòng riết, quay cũng chóng mặt luôn vậy. Quay thì cũng không làm gì được, phải tắt máy, phải tắt hết máy luôn, rồi mở máy, tắt hết màn hình này kia nọ, rồi mở lại, rồi đâu mới vô lại được. Thành ra cái nét nó yếu, nó cũng không biết là mình mà đỡ. Rồi tập quen riết nó quen rồi, giờ cái hẻm mà nó quay vòng, giờ cứ tắt máy rồi đầu mở máy lại. Thì để trả lời cái câu hỏi của thằng tọa, câu thảo luận số 3 đó, thì thật lòng đó thì quý vị biết rằng nếu một cái người mà họ muốn tu thiền đó thì họ phải hiểu được nhiều cái vấn đề. Nếu mà nói rằng hiểu cái vấn đề quan trọng nhất á, là Đức Phật nói về các cái hạng người đó, hành dị đắc cái dị, hoặc là hành đắc nan, hoặc là hành nan đắc dị, hoặc là hành dị đắc nan, có nghĩa là hành dễ mà đắc cũng dễ, thì có người tu thiền chỉ và thiền quán. Mà nếu mình hành dễ mà đắc khó đó, là mình tu thiền chỉ nhiều và mình ít có tu thiền quán, mình gọi là hành dễ đó. Mình hành nhiều kiếp bây giờ mình hành nó quen. Hoặc là cái người mà hành nan đắc nan đó, nghĩa là trong quá khứ cũng không có tu thiền chỉ thiền quán, bây giờ gặp Đức Phật đó, thì mình tu chỉ tu quán thì nó cũng khó. Hoặc là hành nan đắc dị, hành thì khó mà đắc thì dễ. Trong quá khứ mình tu thiền quán nhiều, bây giờ thì mình hành thì khó để định tâm, nhưng mà mình đắc chính thì nó lại dễ. Như vậy thì mình hiểu được điều đó nhất. Điều thứ hai là mình hiểu được cái vật chất của mình có đó, nó làm cho mình hệ lụy mà mình sanh vào khổ cảnh. Quý vị nghe rất là nhiều những cái câu chuyện, ví dụ như câu chuyện của công tử Xú Phá Tô Đi Giá, là cha là Xu Rét Tô đó, vì có của cải vàng bạc mà chết sanh làm chó. Hoặc là chúng ta nghe nhiều câu chuyện bổn sanh, nó có nhiều người họ chết, họ chôn bạc chôn vàng, họ sanh làm chuột làm rắn. Và chúng ta cũng biết rằng nhé, chúng ta phải hiểu một phần nữa, có nghĩa là cái người mà họ luyến ái dục ngũ dục đó, với cái tâm bất thiện đó, thì gần như là họ rất là dễ sanh vào đọa xứ. Còn nếu mà đó là những cái điều mà chúng ta cần hiểu, và chúng ta cần hiểu thêm là cái người tu thiền đó thì sau này dễ tu thiền và dễ chứng thiền, dễ đắc thiền. Và trong cái thời kỳ Đức Phật đắc được lục thông, thì cái người mà có tu thiền chỉ thì mới đắc được lục thông. Cái đó là cái lợi của cái ý nghĩa trong đời sống của chúng ta.
Điều thứ hai á, là chúng ta suy nghĩ thêm với một cái người đắc thiền đó, nếu mà họ hoại thiền thì có phạm thiên, họ cũng sanh xuống làm người chứ họ không sanh vào đọa xứ. Đó là cái cách thứ hai mà chúng ta hiểu. Bởi bình thường một cái người đắc thiền đó, họ không bao giờ, họ đắc thiền rồi họ sanh về cõi thiền, họ không bao giờ rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Mà nếu mà họ hoại thiền thì họ cũng sanh làm người. Sanh làm người. Cái đó cũng một cái lợi thế. Và một cái lợi thế nữa là chúng ta suy nghĩ rằng cái người mà sanh lên cõi thiền đó, thì sống rất là lâu. Sống rất là lâu mà không phải cực khổ đi tìm cái những cái dục lạc. Không cần vì cái gì biết một cái người mà đâu có tâm thiền đó, mình có thể hiểu như là nhiên liệu mà nó là cái thanh hạt nhân vậy đó, nó có thể làm cho cái tàu tàu cái hạm đội của Mỹ, mà cái tàu sân bay nó đi khắp dương mà nó bao nhiêu năm, nó mấy chục năm nó mới hết nhiên liệu. Thì một cái người mà họ sanh về cõi phạm thiên đó, phạm chúng thiên, thì họ sống bằng 1/3 kiếp trái đất. Phạm phụ thiên thì sống bằng nửa kiếp trái đất, và đại phạm thiên sống bằng một kiếp trái đất. Cái đó là những cái người tu thiền, họ đắc thiền, họ sanh lên cõi phạm thiên, mình gọi là sơ thiền hơn. Và chúng ta hiểu cái lợi ích thứ hai như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái người đắc thiền họ sống bằng một kiếp trái đất đi, hay nửa kiếp trái đất, hay 1/3 kiếp trái đất. Và khi mà họ có hoại thiền, họ sanh xuống, họ cũng sanh không sanh vào khổ cảnh, họ sanh làm người. Cái đó là cái lợi ích. Và cái lợi ích nữa là mà chúng ta tu thiền đó, chúng ta dễ đắc được cái túc mạng minh. Thì chúng ta tu thiền, chúng ta có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Bồ Tát, ngày ngồi dưới cội cây, ngày chứng được thiền sắc giới, xong rồi ngày hướng đến cái túc mạng minh, rồi cái sanh tử minh, và cuối cùng cái lậu tận minh. Túc mạng minh là nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp. Thì nếu mà chúng ta sanh trong cõi dục, mà chúng ta sanh làm chư thiên đó, thì chúng ta cũng có khả năng để nhớ được, nhưng mà không bằng những vị phạm thiên. Và cái người mà họ có phước, họ sanh lên cõi chư thiên, họ có thần thông đó, thì cũng không bằng những vị phạm thiên chứng thiền. Chúng ta hiểu cái vì cái tâm tâm thiền đó là cái tâm đặc biệt. Và bởi vì thường thường cái người mà không có đắc thiền đó thì không bao giờ kể cái tâm thiền hết á. Ví dụ mình nói là người phàm tâm nhân đắc thiền, mình mới kể tâm thiền sắp tới vô. Còn nếu phàm tâm nhân mà không có đắc thiền đó, thì mình chỉ kể họ xài được 7 tâm 8 tâm thiền dục giới tịnh hảo thôi, chứ họ không thể nào dài xài tâm thiền. Khi nào mà qua cái sát na mà chuẩn bị cận hành để chuyển tộc đó, họ chuyển tộc đó thì họ đắc thiền đó, thì mới kể là cái tâm thiền. Nên nó có cái điểm đặc biệt như vậy. Và nếu mà đắc những cái thiền cao nữa đó, thì cái tuổi thọ mình rất là lâu. Tuổi thọ rất là lâu. Ở đây á, nói như vậy để mình hiểu rằng nhé, những cái vị mà đệ tử của Đức Phật mà có lục thông á, thì vị đó phải trong quá khứ từng có tu thiền chỉ. Chứ còn nếu mà mình không có tu thiền chỉ á, mình tu thiền quán không á, thì sao mà đắc A La Hán? Chỉ có cái lậu thần thông thôi. Nghĩa là có một cái loại thần thông là cái lậu hoặc phiền não hết thôi, chứ còn không thể nào trở thành lục thông hay là tam minh, rồi gọi là túc mạng minh hoặc là sanh tử minh hoặc là lậu tận minh đó, là tam minh đó, cũng không có thể được. Bởi vì cái người không có tu thiện chỉ thì họ đắc đó, thì họ đắc tề quán không đó, thì họ không thể nào có điều đó. Nên chúng ta suy nghĩ về cái lợi ích cao thượng mà Đức Phật là những cái pháp thượng nhân đó, những cái pháp thượng nhân đó, thì những cái pháp đó cao thượng thì mình phải có một cái hiểu biết như vậy đó, mình mới thấy. Và điều nữa đó, thì mình suy nghĩ rằng những cái người phạm thiên đó, họ đắc thiền đó, thì họ đắc thiền và sanh được cái cõi thiền đó là vì năm cái thiền chi đó, họ chế ngự được năm cái thiền cái, năm cái thiền cái, nên suốt cái thời gian đó họ không có sanh độc cái, hoặc là không có tham dục cái, không có trả hối cái, không hoài nghi cái, họ sanh lên cõi thiền và sống một thời gian lâu như vậy, nó cũng trở thành cái gì tốt đẹp cho cái sự tái sanh. Nên họ chết họ sanh xuống cõi người, họ không sanh vào cõi khổ. Thì như vậy những cái điều đó chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta mới thấy cái người tu thiền. Và điều thứ hai là cái sự tu thiền đó, mình ngồi yên tĩnh. Nên thường thường quý vị thấy Yubase nó đi đó, những cái dục lạc của Yubase nó đi thì không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà khi mà ngoại đạo nói rằng Yubase nó đi hạnh phúc hơn Đức Phật, thì Đức Phật ngài nói về cái sự tu thiền và chứng thiền thôi, thì ngoại đạo cũng đã không có cái lời lẽ nào mà nói nữa. Như vậy thì họ mới nói rằng Đức Phật hạnh phúc hơn. Tại vì mình ngồi yên, tay chân mình không có nhúc nhích, mà mình có một cái sự hỷ lạc trong kỷ lạc ly dục, do ly dục sanh đó,
Quý vị thấy sơ thiền có một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có nghĩa là không có dục, không có dục một thời gian vậy. Còn bây giờ chúng ta mà sống ở đời đó, dù chúng ta giàu cách mấy nhưng mà chúng ta cũng bị dục nó thiêu đốt chúng ta. Nên quý vị thấy cái dục đó, thì nó có nhiều cái tác hại lắm quý vị. Ví dụ một cái vua chúa có nhiều dục dạc, dục lạc thì họ không sống thọ được. Và họ có nhiều dục lạc như vậy, họ tìm những thuốc trường sinh, những cái thuốc gì sống lâu, họ có những suy nghĩ rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ luôn, cả chết chôn người sống đi theo mình, người chết giết người này người kia đó, rồi làm cái chuyện này chuyện kia, nó rất là kỳ lạ. Nên cái những cái chuyện đó là tạo rất nhiều những ác nghiệp, tạo rất là nhiều cái ác nghiệp. Nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, chúng ta mới thấy tu thiền nó có nhiều cái lợi ích như vậy. Và cái người mà tu thiền đó, những cái kiếp luân hồi trở lại đó, nó cũng làm cho mình có cái tâm từ bi hỷ xả nhiều hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng một cái người đắc đạo quả đó phải có cái thường cận ý duyên tốt, mà cái người từng tu thiền đó thì họ có cái thường cận ý duyên, tức là họ thích tu thiền, như vậy là họ sống độc cư yên tĩnh đó, họ vẫn ngồi yên được. Nên thường thường quý vị, cái người mà cái tánh tình họ mình gọi là bột chợt đó, thì là do họ thiếu cái định tâm, cái định tâm, nên họ cái mình nhìn tánh tình họ là bột chợt, mình thấy là người đó không có cái tánh, không có điềm tĩnh. Thì cái chính cái điềm tĩnh đó là cái người đã từng luyện cái cách ngồi yên, biết cái cách điều khiển hơi thở của mình, hay là trú tâm vào đề mục, trú tâm vào một cái án xứ nào đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được, như vậy chúng ta thấy rằng như vậy thì một cái tánh con người đó nó ảnh hưởng rất là nhiều do cái khuynh hướng của mình. Mình thích tu thiền á, thì cái khuynh hướng của mình đó là nó vậy. Còn cái người họ không thích tu thiền, họ lại có khuynh hướng khác. Và họ có cái người thích tu thiền thì có nhiều cái sự an lạc, bởi vì quý vị thấy cái tâm thiền nó cho lại đến 2-3 điều. Chúng tôi nhớ là ân đức thiền nó cho tới 2-3 điều, 2-3 điều lợi ích, ngủ dễ, rồi thức quan hỷ ngủ cũng chư thiên hộ trì, rồi tâm của mình vui vẻ, rồi không có quán thù, không có sân hận, rồi ít bệnh tật, rồi nhịp tim điều đặn, thì cái nữa nó có rất là nhiều thứ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái lợi ích của tu thiền nó rất là nhiều như vậy. Nên Đức Phật ngày có cái hội chúng 2500 vị địa tu, thì quý vị thấy ngồi thiền yên tĩnh lắm, ngồi thiền rất là yên tĩnh. Chúng ta thấy cái hội chúng thánh a la hán của Đức Phật 1250 vị đó đều là a la hán lục hết á, là tuệ phân tích hết, nên các ngài mới có cái trạng thái mà yên tĩnh, ngồi yên tĩnh vậy dưới Đức Phật, một cái hội chúng mà làm cho trời người quan hỷ. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy ngồi thiền đó để cho mình luyện cái tâm của mình, và mình có thể sống yên tĩnh một mình như vậy, bất cứ lúc nào mình có thể sống yên tĩnh được. Đó là cái điều mà quý vị biết hiện giờ đó, đa số con người họ không có tu thiền, họ thích những cái này kia nọ, nên khi mà cái Covid này nó làm cho họ bị chết, hoặc là họ bị cái này kia nọ rất là nhiều. Và khi mà nói rằng bỏ phong tỏa đó, thì họ trở lại trạng thái cũ, mà trạng thái rất là mau, họ vì họ cũng giống như dồn nén họ vậy. Còn cái người thích tu thiền rồi đó, thì nhiều khi dịch như vậy đó, mình ở chùa mình tu thiền đó, thấy nó khỏe, mình khỏi phải đi đâu hết, thì nó lại cũng là cái dịch. Nhưng mà cái người mà họ biết tu tập thì họ nói dịch quá thì giờ mình ở yên mình tu như vậy. Còn cái người mà không biết thì họ thấy nó dồn nén cái thời gian, dồn nén cái cảm xúc của họ, rồi họ có những cái suy nghĩ này kia nữa. Họ thậm chí bây giờ cái sự thống kê đó đã nói rằng cái bạo hành gia đình này kia nó cũng bị ảnh hưởng cái dịch đó. Họ không có đi đâu, không có đi làm nữa, ở nhà họ bạo hành đánh đập vợ con này kia nữa, cũng có nhiều trường hợp như vậy. Thì chính đó, chúng ta thấy rằng và chúng ta hiểu một điều đó, lúc mà thế giới này hoại đó, chỉ có những người tu thiền họ mới sanh lên cõi phạm thiên được. Bởi vì cái sự hoại của sơ thiền á, là từ cõi phạm thiên sơ thiền xuống nó hoại bằng lửa do cái lòng tham con người. Mà chỉ có những người họ tu thiền họ mới sanh lên cái cõi phạm thiên được. Và những người mà không có tu thiền được, thì họ bị cuốn lôi vào trong cái cảnh mà hoại của sơ thiền, hoại của cái lòng tham đó, cái kiếp hoại đó. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập thiền đó, khi mà quý vị biết thời kỳ kiếp hoại đó, mà
người ta thông báo đó, nghĩa là những vị chư thiên thông báo đó, thì những vị nào mà họ tu thiền đó, họ dễ dàng tu thiền, chứng thiền và họ sanh được cõi thiền. Còn những người mà họ không có được thì quý vị biết, giống như bây giờ nói chỗ này bây giờ nó tiêu hủy mà mình có cái phương tiện làm đi á, thì mình rất là khỏe, mình không có sợ. Nhưng mà những người không có phương tiện để mà đi đó thì họ rất là sợ, họ cũng loạn như vậy đó. Thì những cái người tu thiền họ cũng quen như vậy. À, khi mà nói đến cái kiếp quải á, thì họ tu thiền họ sanh lên cõi phạm thiên. Nói như vậy á, thì quý vị thấy rằng rất là nhiều những cái vấn đề mà lợi ích từ cái việc mà tu thiền. Nên khi mà nói đến một cái người ngồi yên đó, vì họ thấy cái sự yên lặng của mình đó, cũng là cái thời gian mà mình người ta bị những cái dục đó, dục lạc từ mắt tai mũi lưỡi thân đó cuốn hút người đó, luôn luôn nung nấu người đó, thiêu đốt người đó. Và mình cũng có mắt tai mũi lưỡi nhưng mà mình chế ngự được suốt thời gian mình an lạc. À, mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi mình cũng có thể tu thiền được nữa quý vị. Như vậy á, thì theo cái câu thảo luận số 3 đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thấy cũng cũng hết giờ rồi, bây giờ con xin gửi mic cho Tường Tòa, nếu Tường Tòa còn muốn nói gì tỉnh người ta nói thêm. Dạ. Sa thú kính trình thưa tòa pháp đăng. À, thưa quý vị, hầu hết những đề tài của thắng pháp đó, đều là những đề tài có rất nhiều chi tiết. Khi mà soạn giáo trình này thì chúng tôi không có muốn là đem quá nhiều chi tiết vào trong một cái bài học, mà chỉ đều là những ý chính, và chúng tôi đặc biệt là muốn quý vị nắm được những ý chính đó. Và do vậy chúng tôi hạn chế nói về những con số quá nhiều hay là đi quá sâu vào chi tiết. Thì bài học ngày hôm nay cũng là một ví dụ như vậy. Mong rằng chúng ta có cái nắm với tổng quát trước, và khi nào chúng ta có dịp trở lại giáo trình này một lần nữa thì chúng ta sẽ có một cái bổ túc chi tiết này. Xin được tri ân chư Tôn Đức đã vào rung rễ hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về tương ứng bộ của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tuân kỷ. Không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính tri ân quý ngài và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu.